Xin chào mừng tất cả các anh chị xinh đẹp nào đã có mặt trong phiên live buổi sáng của em ngày hôm nay nha mấy chị gái ơi. Em xin chúc chị đẹp nào mình đang vào xem live sẽ có được một buổi sáng thật là mát mẻ và vui vẻ nha mấy chị ơi. Hello chị Hà Dung, hello chị Như Thủy nha, chị Như Thủy ơi. Rồi tình yêu nào mình đang vào xem live, đầu live 100 xin một lượt tim tim nha cả nhà ơi. Xin hello chị Thúy Lan, chị Thúy Lan nha. Follow chia sẻ với em nha. Hello chị Ruby nha, chị Ruby ơi. Dạ, hello chị Thanh Phong Phạm nha. Rồi tình yêu nào mình đang vào xem live, đầu live 100 xin một lượt tim tim đi cả nhà ơi. Dạ, đầu live 100 xin một lượt tim tim nha mấy chị yêu các em ơi. Dạ, follow mình chia sẻ like nha cục diện ơi. Đầu live mình tương tác qua lại với em để mình nhận được về cái mức giá rẻ nha. Hello em nha. Dạ rồi, hello tình yêu. Đang vào xem like chấm chấm lần tương tác qua lại đi mấy chế yêu các em ơi. Xem like để chấm ơi, tình yêu các em ơi, mẫu đẹp quá. Dạ rồi, ok, cảm ơn chị Ruby, chị Ruby ơi. Dạ, trời ơi, sống khen có khóa mắc cỡ tới rồi đó. Rồi, đầu tiên trong video like ngày hôm nay thì em sẽ lên cho mấy chị một cái mẫu bộ nha mấy chế yêu các em ơi. Cái mẫu bộ nha. Em đang lên cho mình sẽ là cái mẫu bộ mã C mấy chị yêu ơi. Mẫu bộ mã C với em chị. Dạ, mẫu bộ mã C cho mình luôn nha tình yêu. Dạ rồi, đầu tiên cổ là cổ tim cho mình, là nút sẽ là nút ngọc nha mấy chế yêu. Em đính luôn trực tiếp vào áo cho mình rồi nha. Phải gì vậy em? Dạ rồi chứ yêu ơi, con này bên em áo là chất thun lưới cho mình nha chị nha. Áo là chất thun lưới, quần sẽ là chất vải thun cho mình nha chứ yêu. Có độ mềm mịn, co giãn thoải mái, bận lên cho mình rất là mát mẻ nha chị nha. Rồi, chị gái nào mình đang vào xem live thả tim cho em càng nhiều, chia sẻ like cho em nhiều nhất nha. Thì mấy chị đẹp các em chỉ săn cái bộ đồ này được với giá là 179 cành thôi mấy chị gái ơi. 179 cành. Và mẫu này là em có cho mình là 10 màu nha mấy chế yêu ơi. Mẫu này có cho mình là 10 màu nha. Em đang mặc hiện tại sẽ là câu C 10 nha mấy chế yêu. Em đang mặc hiện tại sẽ là câu C 10 cho mình luôn, 179 ngàn giúp em luôn nha. Và bên em mẫu này sẽ có size cho mình từ 40 con đổ lên và 85 con đổ về nha. 40 con đổ lên, 85 con đổ về cho mình luôn, là mình sẽ bận vừa bận đẹp nha. Rồi mình đang vào xem like, mình vui lòng mình lên chúc em là chiều cao kèm con nặng đi mấy chị ơi. Lên chiều cao kèm con nặng tư vấn cho mình cái size nha mấy chị nha. Trong phiên live hôm nay để giá 179 cành mà không chốt là phiên live sau là 285.000 bộ nha. Giá gốc là 285 cành nha mấy chị yêu ơi. Nhưng mà hôm nay lên live chỉ còn có 179 cành thôi nha. Chị ân dịp lệ cho mình nha mấy tình yêu ơi nha. 179 cành bộ cho mình thôi. Em đang mặc hiện tại sẽ là con C10 nha. Và mẫu này em có cho mình là 10 màu nha mấy chị yêu. Tức là từ con C1 tới con C10 á. Nhưng mà trong 10 màu đó là có một con nó hết hàng mấy tình yêu, là con C9 bên nhà em nha. Chứ nó hết hàng sạch trơn, không còn bộ nào để em like luôn mấy chị gái ơi. Nó chỉ còn có 9 màu cho mình thôi nha chị nha. Chỉ còn có 9 màu thôi, số lượng nó đang phơi dần á nha mấy chị yêu ơi. Cho nên là em khuyến khích mà chị gái nào mình ưng được con nào vô chốt liền con đó được em con nha. Nào chốt liền con đó với em nha chị. Rồi, lên chiều cao kèm con chị có mua mẫu này bên shop rồi, nhận hàng góc đẹp hôm nay quay lại mua thêm C2. Trời ơi, cảm ơn chị yêu nha mấy chị Kim Phượng ơi. Mua thêm con C2 phải không chứ yêu? Dạ rồi, ok tình yêu nha. Dễ gì đặt hàng được cục diện lấy con C2 phải không chứ yêu ơi. 179.000 bộ cho mình nha chị nha. Rồi, em đang mặc hiện tại sẽ là con C10 với mấy chị yêu. Em đang mặc hiện tại sẽ là con C10 nha. 179 cành, chị cao 1m66 sao con chỉ luôn cho em size 3 đi chị ơi. Size 3 là vừa đẹp cho mình nha chị nha. 1m54 con lên trên size 1 nha chứ yêu, size 1 cho mình nha chứ yêu nha. Rồi em đang mặc hiện tại sẽ là con C10 nha tình yêu ơi. Hết là ngọc diễm nha. Rồi tình yêu này mình đang vào xem live mình cho em xin một lượt tim tim đi cả nhà ơi. Đang vào xem live mình tim tim vào màn hình giúp em nha mấy chị gái nha. Để mình nhận được về cái mức giá ưu thua, cái mức giá ưu đãi nha mấy tình yêu. Rồi con này là con C1 cho mình luôn nha. Con này là con C1 chị ơi, là một con xanh dương bông trắng nha. Đối với những mẫu bà ba như thế này rất là dễ bận nha mấy chị ơi. Mình mua về cho mình bận cũng được nè, mua về cho mẹ nha, mua cho bà cũng được nha mấy chị gái ơi. Mình đi đám tiệc cũng được nha, mình nội chọn hàng ngày cũng rất là phù hợp cho mình luôn. Rồi này con C1 tình yêu ơi. C1 nha, là con xanh dương bông trắng nha tình yêu ơi. Vải gì vậy em? Dạ rồi chứ yêu ơi. Con này áo là chất thun lưới nhập cho mình nha chị nha. Áo là chất thun lưới nhập không? Áo là chất thun lưới nhập, quần sẽ là chất vải thun cho mình đó nha chị. Dạ đúng rồi. Con này đã con C1 nè, C1 là hơi đỉnh nha mấy chị yêu ơi. Dạ cho chị bộ em đang mặc đi em ơi. Dạ rồi cục vàng ơi, em đang mặc hiện tại sẽ là con C10 á chị ơi. Mình đặt hàng vô nhấp vô hàng, mình đặt hàng đi chị. Nhấp vô giỏ hàng nha. Nhấp vô giỏ hàng, chọn màu, chọn size mà chốt luôn đi cục vàng nha. Biết cách đặt hàng không chứ yêu ơi. Mình lên giúp em là chiều cao kèm con nặng của mình đi nha chị nha. Em hỗ trợ tư vấn cho mình cái size cái đi tình yêu ơi. Xong rồi biết màu, biết size rồi nhắc tay vô giỏ hàng, chọn màu, chọn size, chốt cho nhanh nha mấy chế. Số lượng đồ có hạn tình yêu ơi. 10 màu bây giờ dăng hết màu rồi nha. C9 là nó ra khỏi giỏ hàng của em luôn rồi mấy chị gái ơi. Nó hết trơn màu nha, không còn bộ nào để em like mấy chị. Và cái mẫu này bên em nó còn cái số lượng rất là ít như tình yêu ơi. Tại sĩ nó mới lấy nha. Nó còn có lẻ tẻ có vài bộ thôi, cho nên em lên like em xả cho mấy tình yêu các em luôn 179.000 thôi nha. Chứ
con này giá gốc là 285 ngàn, con này giá gốc là 285 cành, nhưng mà hôm nay còn lẻ tẻ vài bộ lên like 179 cành thôi nha. Cho nên là tình yêu nào ưng được màu nào chốt liền màu đó cho em luôn nha. Lên chiều cao kèm con nặng cái đi mấy chị ơi, lên chiều cao kèm con nặng cho em cái đi nha. Xong rồi em hỗ trợ tư vấn cho mình cái size nha. Xong rồi mình lựa màu chị gái ơi, đã có size đã có màu rồi vô gió hàng chốt luôn cho nhanh mới chế nha. 4 bước để mình đặt hàng tình yêu các em nha, 4 bước mình đặt hàng của chị ơi rất là dễ nha. Còn chị gái nào mình đang vào xem like không biết cách đặt hàng thì cứ việc gò mail lên cho em biết nha. Rồi 179 cành nhanh tay chốt đơn nha, đã đặt C10 rồi, cảm ơn chị. Rồi đã đặt đã mua nữa rồi thì dạ, mình cứ việc gò mail lên đây cho em biết mấy chị ơi. Rồi đang vào xem like mình cho em xin một lượt tim nha cả nhà ơi, đang vào xem like mình tim và màn hình giúp em nha, follow mình chia sẻ like nha. Hôm nay bên shop em đã chọn cái giá này cho mình rất là sâu rồi, mình cũng phải tương tác qua lại với mấy chị gái ơi nha, tình yêu nha, tương tác qua lại để mình không có bị ẩn comment nha. Ví dụ mua mẫu này về nè, mình mua cho mình bận cũng được nha, mình mua cho mẹ mình cũng được nè, mua cho bà cũng được nha mấy chú yêu ơi. Dạ nha, đi đám tiệc cũng được, nội trợ hàng ngày cũng được nha. Thay vì thường ngày đi đám tiệc á, mấy chị bận đầm bận váy cũng quen phôm, nhưng hôm nay thử thằng góc cục đèn của em ơi, bận một ba thử mấy chị gái nha, vừa duyên dáng mà vừa phúc hậu nha mấy chị ơi. Dạ, vừa duyên dáng mà lại vừa phúc hậu cho mình luôn. Rồi lưng là lưng bản cho mình nè, lưng là lưng bản và em có mai kèm túi nha mấy chị yêu ơi, lưng là lưng bản và em có mai kèm túi cho mấy chị luôn nha, có 179 cành thôi nha. Thấy phiên like hôm nay của em để giá 179 cành mà không chốt nha, vô phiên like sao 285 cành tình yêu ơi. Tôi nói chị hỏi em là sao hôm trước có 179 ngàn vậy? Đúng rồi mấy chị gái ơi, ưu đãi vô áo cô ưu đãi có một lần phiên like tình yêu, không phải ưu đãi hoài mấy chị yêu ơi. Đoạn này con C1 tình yêu ơi, C1 nha, 179 cành tình yêu em ơi, C1 179 cành, đơn giản nhưng mà lại dễ mặc nha mấy chị ơi, đơn giản nhưng mà lại dễ mặc cho mình luôn nha. Rồi chị cao 1m50 nặng 58 kg, sang gì chứ luôn cho em size 3 đi tình yêu ơi, size 3 là vừa đẹp cho mình nha chị. Dạ, nha 179 cành có phí ship không em? Phí ship tùy tài khoản của mình đó nha chứ yêu. Dạ đúng rồi, phí ship là tùy theo tài khoản của mình nha chị, ưng được màu nào chốt liền màu đó em nha. Mình lên đơn thử đi tình yêu ơi, bên em không thu ship của mình nha chị nha. Bên em ghi mức giá là 179 cành, phải không? Là bên em sẽ chỉ thu về mức giá là 179 cành thôi nha. Phí ship hay không á là tùy với các tài khoản của mình thôi. Tình yêu mình lên đơn thử đi cùng em nha. Mình lên đơn thử đi chị gái nha. Rồi con này là con C1 với tình yêu ơi, C1 nha. C1 là một con màu xanh vuông nha mấy tình yêu. C1 là con màu xanh vuông cho mình luôn nè. Con này là nó hơi bị xe xịn mịn nha. Đối với chị gái nào mà đã từng mua đồ bên nhà em rồi nha, là rất là rành về phơm dán chất liệu vải bên nhà em rồi nha. Còn mà đối với chị gái nào mà chưa từng mua đồ bên nhà em lần nào nha, phiên live hôm nay thử bỏ ra mức giá là 179 cành, mua về thử coi như em nói không mấy chị ơi nha mấy chị nha. Nhận hàng là mình được kiểm tra hàng nha, được chưa chị? Dạ, ơi rồi, chị. Nhận hàng là mình được kiểm tra hàng cho mình nha. Rồi màu này sẽ là con C1 như cục chuyện ơi. Hello chị Hồng Thẩm nha, chị Hồng Thẩm ơi, hello chị Hồng Thẩm nha em. Rồi con C1 với tình yêu ơi, C1 nè cục vàng ơi, trời ơi sang xịn sò luôn cục vàng các em nha. C1 em đang mặc hiện tại sẽ là con C1 nha, 55 kg, mặc size gì shop? Size 2 chị Anh Thư, anh Thư chị lấy cho em size 2 chị Anh Thư nha, nhấp phối hàng chị dọn cho em là size 2 đi chị yêu ơi. Dạ mà ưng được cái màu nào chưa chị Anh Thư nha em, 179 cành thôi nha em. Nó thoạt bộ đồ này bây giờ bèo bèo nhất các bạn cũng tầm 200 mấy bộ đúng không, 200 mấy bộ, nhưng hôm nay nha vô like em 179 cành rẻ như cho rẻ như biếu, nhưng mà chị yêu không chốt lão hơi bị tiếc nha. Anh Thư ơi, vừa hãy cho em xem hai chị Anh Thư nha. Ưng được màu nào chứ yêu? Chứ ưng được màu nào chứ yêu ơi. Dạ. Ưng được màu nào chị Anh Thư ơi, C1 bên nhà em nè. Em đang mặc hiện tại sẽ là con C10 nha chị Anh Thư ơi. Mình nhấp vô giỏ hàng của em đi chị yêu ơi. Mình nhấp vô chữ mua nha, mình lựa màu đi chị nha. Có 10 màu nha cục vàng ơi. Rồi muốn xem màu nào á xoay ra đây comment lên lại cho em biết nha. Ví dụ muốn xem cái màu ừ em ơi cho chị xem màu C8 đi em ơi. Dạ rồi ok chị luôn nha. Cho em xem màu C10 đi chị. Dạ. Ok có luôn nha chứ yêu ơi. Nha chị nha. Dưới hàng các em tham khảo màu cái đi nha chị Anh Thư ơi. Lấy cho em size 2 là vừa đẹp cho mình nha chị nha. Bà ba bên này em tuy là hàng may sẵn thôi nhưng mà đồ bơi nhà nó có mai theo phơm size số của từng người rồi nha. Cứ việc có chiều cao có con nặng là sẽ có size, mặc lên phơm rất là chuẩn cho mình luôn nha. Dạ ví dụ như mà đồ mà nó re size nha là em bận lên tình yêu ơi là nó sẽ không được chuẩn như thế này đâu mấy chị nha.
cũng nhờ là đồ có size có số nha, lên phố đẹp như thế này mấy chị gái nha, yên tâm lấy cho em size 2 nha chị Anh Thư ơi. Rồi con C1 bên nhà em nha, mình nhận hàng là mình được kiểm tra hàng tình yêu, đó lợi thế của mình nha mấy chị yêu ơi, nhận hàng mình được kiểm tra hàng tình yêu các em nha. Dạ mình ưng ý rồi tình yêu thì mình trả xì cho người ta mấy chị gái nha, đơn giản nhưng mà lại dễ mặc nha cục. Dạ, vàng các em ơi. Rồi con C1 cho em nha, C1 179.000, C1 179 cành nha tình yêu các em ơi. Nhóc vô trưởng mua mình tham khảo màu đi mấy chị ơi, nhóc vô trưởng mua mình tham khảo màu luôn cho em nha. Với bộ đồ như thế này, với mức giá như thế này, chốt luôn xem 2-3 bộ mấy chị gái ơi, cho nó hời nha. Hôm nay không vui sao cục dầm thẩm ơi? Dạ đây, sao vậy ơi. Hôm qua thì bà không vui, nè bộ này bà không vui nữa chứ em. Sao vậy chứ em ơi, sao cục vàng? Tâm sự mỏng cho em nghe đi. Rồi con C8 bên nhà em nha, con này là con C8 nè mấy chị yêu ơi. Rồi và phiên live hôm nay nha, chị gái nào mình đặt cho em là 3 bộ nha mấy chị ơi. Phiên live hôm nay chị gái đặt cho em là 3 bộ nha. Đặt 3 bộ là sẽ được kèm một túi thổ cẩm như thế này cho mình. Dạ, nha mấy chị yêu ơi. Đặt 3 bị té. Ôi sao chị không thắm? Sao vậy chị? Sao bị té vậy? Trời ơi tình yêu ơi, sao bị té? Sao bà ba hang mang vậy bầm thắm? Sao bị té nữa tình yêu ơi? Rồi đặt 3 bộ nha mấy chú yêu, đặt 3 bộ là được kèm một túi như thế này cho mình nha chị nha, túi thổ cẩm cho em nha. Dạ nếu mình đang phân vân giữa 3 màu mà khó lựa quá nha thì gom luôn cho em luôn 3 bộ đi mấy chị ơi, thì gom luôn cho em luôn 3 bộ nha. Lâu lâu mới có mức giá ưu đãi như thế này và mua 3 bộ là sẽ được kèm một túi như thế này cho mình nha. Mua 3 bộ là sẽ được kèm một túi như thế này cho mình luôn. Thế nên đã đặt đã mua rồi mình cứ việc cầu mẹ lên đây cho em biết cho mấy tình yêu cái mời. Trời ơi cái túi xinh xỉu mấy chị yêu ơi. Dạ bận bà ba đi chơi quả túi là bao duyên dáng tình yêu rất đẹp cho mình luôn mấy chú yêu. Là con C8 bên nhà em nha, em đang mặc hiện tại sẽ là con C10 nha chị nha. Rồi chị yêu Anh Thư ơi, mình có đặt được hàng chưa chị? Dạ, yêu ơi mẹ. Dạ mấy em Kiki làm té à? Có sao không chị Trường Thắm ơi? Có sao không cậu Vàng ơi? Sao bà té hoài mà sao em đặt quà hàng mang Trường Thắm? Hôm qua thì bà vô đúng rồi, hôm qua vô đất biển nào mà bị té. Rồi con này con C8 nha mấy chị ơi, con C8 nha. Rồi chị Anh Thư đã đặt đã mua rồi thì chị nhớ là comment lên cho em biết nha chị Anh Thư nha. Đã đặt đã mua rồi nhớ là comment lên cho em biết nha chị ơi. Em sẽ lên đơn thành công cho mình nha chị Anh Thư nha. Không biết cách đặt hàng cứ việc comment lên, là không biết cách đặt em sẽ hỗ trợ cho chị Anh Thư nha. Rồi con C8 nha, chứ yêu con C8 bên nhà em nè. Hello chị Lon ơi, cách rộn bên nhà em. Hello chị Lon, hello chị. Rồi C8 nha tình yêu ơi, C8 bên nhà em nha. 179 C8 179.000 nha mấy bà ơi. Giá gốc là 285.000 rồi mấy chị yêu ơi. Nói giỡn với chị bị nên bị tai nạn nghề nghiệp rồi đó coi. Ôi tình yêu ơi, không sao là mừng rồi chứ yêu ơi, không sao là cũng mừng cho bà rồi đó bà ơi. Chứ sợ té mà kiểu cái nặng đó là ghê lắm luôn á chị Hồng Thắm. Em khoa dễ tình yêu ơi, em mà em đi đâu vậy cái ha, trời ơi nó quần em tình yêu ơi, nó quào em cái hả gớm máu luôn á chị Hồng Thắm, chóc ra gớm máu luôn á tình yêu ơi, nó quào em cái thối thần lắm chị Hồng Thắm ơi. Thì sợ em sợ luôn á, em sợ luôn á. Rồi con bạn con C8 nha mấy chị ơi, con C8 nha tình yêu các em nha. Rồi con C8 nha mấy chị yêu các em ơi, là con lá trúc tông sáng cho mình luôn nha. C8 nha mấy chị ơi. Dạ em tính mua bộ này về cho mẹ lấy màu nào được vậy shop? Dạ rồi mua về cho mẹ phải không chứ yêu ơi. Rồi ok có luôn tình yêu nha, mua về cho mẹ phải không đây. C4, hai con C4 và C5 bên nhà em nha, mua về cho mẹ lấy luôn xem hai con này đi. Hôm bữa chị gái kia mua về cho mẹ luôn, hốt luôn hai con này luôn mấy chú yêu ơi. Dạ bên em tối cho chị hai con này phun, chị lấy luôn hai con luôn chị. Dạ à, chị bị nhẹ nhưng nó thì bị nặng á, trời ơi. Đúng rồi, bị đập. Trời ơi. Bị đập á. Gì nữa hả? Em vậy thôi. Trời đất ơi. Mà tới trường em vậy mà nhà mẹ em với hả ba cũng con mua lại làm. Đúng rồi. Té luôn á. Trời ơi. Nằm luôn á. Nó mừng mấy chị, nó mừng lắm á. Khi em đi đâu về cái rồi nó mừng, nó quạo một cái trời ơi, mớ máu luôn mấy chị ơi, nó quạo cái em quạo luôn á, em la lạc luôn á vậy. Em la lạc nó sớm luôn á. Em la cái nó chạy, nó la nó mới chạy được. Thôi nó kiểu nó bị mừng quá mấy chị, cái nó không biết gì cho nó quạo anh chặt luôn á. Giơ hai quần áo luôn. Còn em là nó đẩy em nằm luôn. Ừ. Nó càng quét xuống. Nó càng quét mình ghê. Em vừa rồi. Nhà thôi là bốn con chạy nó nhảy lên rồi. Thôi quay đó. Rồi con C4 nha mấy chị gái ơi, C4 bên nhà em mấy cục vàng ơi, mắc cười quá. C4 nha mấy chị ơi. Rồi mua về cho mẹ hay là mua cho bà C4 C5 tình yêu ơi, hai ứng cử viên sáng giá cho mấy chị luôn nha. 179.000 giúp em nha. Lên chiều cao kèm con nặng đi mấy chị gái ơi. Lên chiều cao kèm con nặng giúp em sẽ hỗ trợ tối về cái size mấy chị gái nha. Giá gốc là 285.000 rồi mấy chị ơi.
rồi, giá gốc là 285 cành rồi nha. Thấy phiên live hôm nay bên shop em để giá có 179 cành mà không chốt là hơi bị uổng nha mấy chị ơi. Phơm dán chất liệu vải con này là hơi bị sang xịn sò nha. Rồi em đang mặc hiện tại sẽ là con C10 nha mấy chị yêu. Con C10 giúp em nha chị. Em đang mặc hiện tại sẽ là con C10 nha mấy chị yêu. Các em ơi, C10, C10. Tại chị toàn nuôi la giống bé con mà nên nó to khỏe lắm. Trời ơi, đã ha chị Hồng Thắm. Trời ơi, đã ha. Bự to bự bự không hết chị Hồng Thắm mới giữ nhà được chứ làm sao. Còn chó em chéo nhỏ xíu này nó nhỏ xíu cục vàng nó quậy một cái kinh khủng luôn á. Rồi em đang mặc hiện tại sẽ là con C10 nha mấy chị yêu ơi. C10 tình yêu các em nha, 170 nha chị yêu ơi, 179 ngàn. C10 179 cành nha mấy chị ơi. Đơn giản nhưng mà lại dễ mặc nha cục vàng các em ơi. Đơn giản nhưng mà lại dễ mặc nha. Mình ưng đồ con nào á. Trời ơi. Thôi chị Hồng Thắm, tôi nghiệp với chị Hồng Thắm ơi. Thôi chứ yêu ơi, đừng đập nó tình nữa, tôi nghiệp lắm cục vàng ơi. Thôi tha cho nó đi chị Hồng Thắm ơi. Thay đi gieo tội nghiệp lắm luôn á chị Hồng Thắm. Rồi con này là con C4 nha mấy chị yêu, C4 bơi nhẹm nha. Dạ. C4 nha mấy chị ơi, còn con C5 nè, C5 nó cũng trang C4 mà nó khác, cái là cái bông bự hơn xíu thôi mấy chị nha. Rồi, chồng chị đánh á. Thôi chị đừng kêu đừng đánh tình yêu ơi, tao thấy tội nghiệp lắm quá chị yêu ơi. Sao vậy, nghĩ sao dám đụng vô công chúa vậy? Đúng rồi, đụng vô công chúa của ổng. Thôi thay cho nó đi chị Hồng Thắm, tội nghiệp lắm à. Thôi cơm đừng đánh chị Hồng Thắm. Đừng đánh chó. Qua đánh bà này nè. Rồi con C5 nha tình yêu ơi, C5 nha bà ơi, C5 nha. C5 179 dạ. Cành nha mấy chế yêu ơi. Lên chiều cao kèm con nặng giúp em nha mấy bà. Lên chiều cao kèm con nặng tình yêu ơi. Tư vấn cho mình cái size cho mình nha chị nha. Rồi dạ, C5 nha mấy chị yêu. Chút liền con nói với em nha, lên chiều cao kèm hả? Con nặng giúp em chị. Con gì á? Con dưới kiều á. Có cười quá à. Rồi con C5 nha mấy chị, con như dễ tó mà thấy xỉu luôn. Rồi C5 nha chị ơi, C5 nha bà ơi. Hello chị Kim Vân ơi. Dạ không, vợ chị sắm cho nó. Rồi sao chứ yêu, rồi sao cục vàng. Rồi con C5 nha mấy chị yêu ơi, dạ, C5 nha. C5 179 cành tình yêu ơi, đã đặt cảm ơn chị yêu nha. Rồi tình yêu dạ, nào mình đang vào xem like đã đặt đã mua nữa rồi mình cứ việc còn mẹ lên cho em biết nha mấy chị gái ơi. Trời ơi đẹp quá tình yêu ơi, con này em cũng mê luôn mấy chị ơi. Nhỏ ve găng hù cắn chị. Trời ơi, hù nó hơi tình yêu. Nó mới hù thôi phải không chứ chưa cắn phải không? Cắn tới ông chuyện phải không? Cắn tới ông chuyện gì? Cắn theo công chúa đi. Rồi cắn công chúa đi hả? Làm chồng có xử lại bẻ ra. Bẻ gập gúng thằng đó luôn. Cái cười xỉa luôn. Rồi con C5 nha tình yêu ơi, C5 nha. Thôi bận C5 nha mấy chú yêu, bận C5 cho mình tham khảo cho mình nha chị nha. 179 cành em đang mặc hiện tại sẽ là con C10 nha. Đếm theo xong mình đi tham khảo mấy chú yêu ơi, C5 nha bà. C5 nha cục vàng các em ơi. Dạ, chồng chị ra đánh gụng hết răng trước luôn á. Trời ơi trời. Chi gì nữa? Trời ơi nó khổ sở dữ vậy chừng hả? Dạ, em sang nó mới hù thôi mà sang năm cho nó mình nha chị. Nó mới hù thôi sao gãy cái gan nhỏ mà nghiệp vậy. Lên chiều cao kèm ngăn nặng hỗ trợ tới những sai cho mình nha chị. Ưng được con nào chốt với em thì liền con đó với em nha. Lên chiều cao kèm ngăn nặng hỗ trợ tới sai cho mình chị. Rất là đẹp, rất là xinh cho mình luôn nha. Lên chiều cao kèm ngăn nặng em hỗ trợ tới sai cho mình nha chị. Ưng được con nào chốt với em thì liền con đó với em nha. Trên tay của em đang cầm là con C2 và C1 nha chị. Hai màu này rất là đẹp, rất là xinh cho mình luôn nha. Mặc lên sấy nha cho mình chị. Áo là chốt thun nớ, quần là phải thun co giãn mềm mình cho mình nha. Ưng được con nào chốt liền đó cho em. 179 cành một con thôi nha chị. Lên chiều cao kèm ngăn nặng hỗ trợ con size cho mình nha. Dạ 1m50, 59kg chọn cho là size 3-4 nha chị. Chọn cho là size 4 nha. Size 4 là vừa là đẹp cho mình luôn. Dạ rồi mấy chị em ơi. Em size 5 cho mấy chị nha. Rồi con C5 nè cục vàng ơi, ăn cơm không được luôn, còn mất công ơi, gọi mất công nấu cháo cho nó ăn nữa thôi chị Hồng Thắm. Rồi một bộ C5 giả sâu, Trần Tuyết có đơn cho Trần Tuyết nha, Trần Tuyết có đơn cho Trần Tuyết ơi, C5 nè chứ yêu. Trời ơi, vừa lên bộ C5 vô lên là Trần Tuyết kìa, Trần Tuyết ơi, C5 bên nhà em nè. C5 nha mấy chị ơi, C5 179 cành. Dạ, miệng toàn méo không, thấy tội kẹn cẳng ổng. Không là bữa đó ra bán gác nằm luôn. Rồi đúng rồi chim thẩm ơi. Thôi chị ơi tại nó vậy thôi tình yêu tội nghiệp nó chứ yêu ơi, cũng tội nghiệp nó chị. Binh nó đây tình yêu ơi, để không có nó chết luôn á, tội nghiệp nó nữa. Rồi con C5 nha tình yêu ơi, C5 nha.
C5 179 cà anh chị ơi. Rồi ơi, sang xịn sò mấy chị gái nha. Dạ mua về cho mẹ hay là mua cho bà phu mình lấy luôn cho em con này đi mấy chị ơi. Có bán áo lẻ không shop? Dạ không có đâu tình yêu, các em ơi. Mẫu này mình lấy luôn cho em là nguyên bộ đi chị gái ơi, cho nó hời nha chị nha. Áo lẻ cũng tầm 160 con cái rồi, cục về ngơi lấy nguyên bộ cho nó rẻ luôn nha chứ yêu ơi. 179 cành thôi chị nha. 179 cành C5 cho tình yêu ơi. Dạ vải gì vậy dạ, shop? Rất là xinh, rất là đẹp. Dạ rồi chị yêu ơi. Con này áo là chất liệu thun lưới nhập cho mình nha chị nha. Áo là chất thun lưới nhập, quần sẽ là chất vải thun cho mình nha chứ yêu ơi. Con C5 bên em nha. Con C5 bên em. Trời ơi, nó sang lắm mấy chị gái ơi. Không thể nào bỏ qua con này đâu mấy chị ơi. Em nói thật nha, không ghé vào like em thì thôi nha, chứ ghé vào like rồi là ô chốt nhất cho em cho hai bộ mấy bà ơi. Dạ chốt nhất cho em được hai bộ nha. Rồi con C5 bên nhà em nè. Rồi ơi, sang xịn sò chưa nha. Sang xịn trong lũ chị. Dạ đi đám tiệc cũng được mà nội trợ hàng ngày cũng được nha mấy chị ơi. Đám tiệc cũng được mà nội trợ hàng ngày cũng được nha. Rồi em đang mặc hiện tại sẽ là con C5 nha mấy chị yêu. Em đang mặc hiện tại sẽ là con C5 nha tình yêu các em ơi. Lên chiều cao kèm con nặng nha mấy chị ơi. Đã đặt cảm ơn chị nha em. Dạ lên chiều cao kèm con nặng tư vấn cho mình cái size mấy tình yêu các em ơi. C5 là tình yêu. Rồi ơi sang xịn sò mấy chị ơi. Ơi đã chị lết ra xin ha cho nó ổng nghĩ đánh ha. Đánh bằng cây sắt chỉ cần chứ không giờ nói trời ơi. Tội nghiệp nó có chịu thấm ơi. Tội nghiệp quá chịu thấm. Em nói gì chứ kiểu như em là khi em gọi quạ em chủ muốn vậy thôi chứ hồi các tội nghiệp đó tình yêu các em làm ơn đó. Rồi con C5 nha tình yêu ơi. Con này sẽ là con C5 bơ nhẹ em nha. Rồi 179 cành nha mấy chị yêu ơi. Hôm nay để mức giá cho cục vàng ơi. Dạ hôm nay để mức giá 179 cành mà không chốt là phiên like hôm sau là 285 cành nha. 285 cành là giá rốt nha mấy chị ơi. Hôm nay lên like chỉ còn có 179.000 thôi nha. Ưng được con nào phôm lên đơn liền con đó giúp em nha. Quần là em sẽ có mai kèm túi cho mấy chị luôn nha. Quần là em sẽ có mai kèm túi cho mình luôn nè. Phần túi sẽ là cái phần túi sâu nha, phần cái phần túi rộng cho mình nha tình yêu ơi. Dạ đựng xiềng cũng được nha, đựng những đồ cho mình tình yêu nha. Nhỏ gọn đơn giản mấy chị gái ơi. Dạ một đống kìa. Còn ngảy ngảy đuôi được chưa chết rồi ơi. Tội nghiệp nó tình yêu ơi. Thôi được cục viện hai cho nó cho chịu thẩm ơi. Tội nghiệp nó luôn á chịu. Trời ơi con này là con C5 nha tình yêu các em ơi. Con C5 nha mấy chị ơi. C5 nha 179.000. C5 179 cành nhấp vô chữ mua đi mấy chị gái ơi. Nhấp vô chữ mua mình lên đơn luôn cho em một con tình yêu các em nha. Cái mẫu này bên nhà nó gần xếp hết hàng cục vàng ơi. Cái mẫu này bên nhà em nó còn cái số lượng rất là ít nha mấy chị gái ơi. Cho nên là khuyến khích ưng đồ con nào phôn lên đơn liền con đó nha. Mình không chần chừ nữa nha mấy chị ơi. Mình thấy đồ xinh mà giá hời là mình phải nhanh tay nha cục vàng ơi. Bây giờ cứ việc lên chiều cao kèm con nặng cho em cái đi mấy chị. Lên chiều cao kèm con nặng cho em cái đi nha. Xong rồi em tư vấn cho mình cái size, xong rồi lựa màu có size có màu rồi nhấp vô dấu hàng đặt hàng cho nó hòa nha mấy chị yêu. Rồi có C5 dạ, nha. Em đang mặc hiện tại sẽ là C5 179 cành tình yêu các em ơi. C5 179 dạ, cành em nha. Thấy phiên like hôm nay em để giá 179 cành mà không chốt nha mấy chị gái ơi. 11 mấy chị ra ngoài chợ mua nè hay lại tại shop mua tình yêu ơi 200-300 ngàn bộ nha. Dạ rồi nhớ lại tình yêu ơi mình từng cách coi cách like của em nha. Cái bộ đồ y chang vậy luôn mà có 179 cành thôi nha. Mà mình không chốt là nó hơi bị ủ nha mấy chị ơi. Tính ra là chưa tới 200 cành nữa mấy chị. Nè không, nào là chất liệu thun lưới nhập tình yêu ơi. Vải thun nè. Gò lưng bản cho mình nữa mấy chị gái ơi. Còn lưng bản cho mình nữa nha. Là quá xịn sò bên nhà em rồi chị ơi. Là quá xịn sò rồi nha. Chần chờ gì nữa tình yêu ơi. Nhấp vô chủ mua mình lên đơn liền luôn cho em nha mấy bà ơi. Nha chị nha. Dạ em chỉ tri ân mức giá 179 cành cho mình là 30 phút đầu like thôi mấy chị gái ơi nha. 7 phút nữa là em sang mẫu mấy tình yêu các em ơi. 7 phút nữa là sang mẫu nha. 30 phút đầu like để giá 179 cành không chốt sau 30 phút tự động giá trở về 285.000 nha. Bây giờ là 23 phút mấy rồi mấy chị yêu ơi. Dạ 7 phút nữa là em sang mẫu khác mấy chị yêu nha. 7 phút nữa là sang mẫu cho mình luôn tình yêu các em nha. Một mẫu như thế này á em chỉ cho cho mình là tầm nửa tiếng mức giá rẻ thôi mấy chị gái nha. Sau nửa tiếng là tự động giá trở về mức giá gốc của nó là 285 cành nha. Không chốt nữa là hơi bị ủ nha chứ yêu ơi. Rồi 179 cành. Mẫu này nó có 10 màu đó chị ơi. Nhưng mà em hết con C9 tình yêu ơi. Nó còn có 79 màu thôi mấy chị. Nó còn 9 màu thôi mấy chế nha. Rồi con C3 bơ nhẹm tình yêu là con móng ngựa mấy bà ơi. C3 nha, móng ngựa bơ nhẹm nha. Rồi con này là con C3 nè. Mấy con bé, mấy con live chốt. Con nào con nói như cũng long rồi. Trời vậy mới giữ nhà được chìm thấm đó. Nhưng cũng lắm. Nghe bắt cười. Nhưng rau nước.
Trời ơi, con này là cái con C3 mấy chị gái ơi, C3 nha. C3 là một con móng ngựa nha mấy chị ơi. Rồi 195 ủa lộn 179.000 mấy chị gái ơi. 179 canh. Rồi con này sẽ là con C3 nha tình yêu. Dạ, ơi, C3 cho mình đó rồi ơi. C3 rất là đẹp, rất là xinh cho mình nha. Dạ, C3 lên chiều cao kèm con nặng giúp em mấy chị gái ơi. Lên chiều cao kèm con nặng là sẽ có size cho mình nha tình yêu ơi. Dạ, chị có đặt C3 hôm trước nè, mới nhận hàng hồi sáng, phơm vải rất đẹp. Cảm ơn shop rồi ơi, cảm ơn chị. Con C3 nãy hả tình yêu? Đúng rồi, đẹp lắm luôn á chứ yêu ơi, C3 đẹp nha. C3 mẫu tôi đẹp lắm luôn á chứ, mình mua cho mình mặn cũng được tình yêu nha. Dạ, mình bỏ cái mấy tình yêu. Dạ, còn mua về cho mẹ nè hay là mua cho bà con C5 cũng được, C4 cũng được chứ mấy chứ yêu. Rồi, con này sẽ là cái con C3 do cục vàng của em ơi. Dạ, chưa được 3 tuổi đầu, 11 tuổi mấy, 2 tuổi không à, nên còn trẻ con. Đã đò đúng rồi, chứ em muốn nó bự nữa, còn giữ nữa. Nó bự cho nó quại bể nhà luôn á, chuyện không. Rồi, con C3 do cục vàng ơi, C3 tình yêu ơi, C3 là bóng ngựa tình yêu các em nha. Dạ, vải gì vải xốp, dạ rồi, chứ yêu ơi, con này áo là chất thun lưới nha chị nha. Áo là chất thun lưới nhập, quần sẽ là chất vải thun cho mình nha chứ yêu. Dạ. Bà ba con bên em tuy là hàng may sẵn nha mấy chị ơi, tuy là hàng may sẵn thôi, nhưng mà đồ bên nhà em nha là đã có size số sẵn rồi nha. Cứ việc có chiều cao, có con nặng là sẽ ra size cho mình liền nha. Đồ là đồ có size, có số, yên tâm mặn vừa bằng đẹp luôn xem tình yêu ơi. Ví dụ nha, ví dụ như trường hợp nào mà mua về mấy chị lỡ bận gọc nè hay là bận chọt gì đó nha, bên em sẽ cũng có hỗ trợ hoàn đổi cho mình trong vòng 3 ngày tình yêu ơi, rất là đơn giản nha mấy chị gái nha. Nói chung là cứ việc yên tâm khi mua hàng bên nhà em thôi. Rồi con này sẽ là con C3 mấy chị gái ơi, C3 cho mình nha. C3 179 cành. Hello chị Phượng nha, chị Phượng hay chị Mỹ Tiên, chị Mỹ Tiên ơi. Rồi, tình yêu này mình đang vào xem like, mình cho em xin một lượt tim tim đi cả nhà ơi. Đang vào xem like mình tim tim màn hình giúp em nha mấy chị yêu. Follow mình chia sẻ like nha. Mình nhấp vô giỏ hàng của em á, nhấp vô chữ mua đi mấy chị ơi. Mình tham khảo màu nha. Muốn xem màu nào có xoay ra đây comment lên cho mình nói nè bà nha. Rồi có C7 nha tình yêu ơi, C7 là con sâu vàng cho mình luôn nha. C7 là một con sâu vàng cho mình luôn nè. Rồi đó cô ơi, sang xịn mẹn cho mình luôn nha. C7 thấy phiên live hôm nay để giá 179 cành, không chốt phiên live sao 285.000 nha tình yêu ơi. Dạ, phiên live sao là 285 cành cho mình luôn nha. Bộ đồ này bây giờ là mặc dù có chị muốn mà chọn nè hay là mua tại shop quen chăng nữa nha, là cũng tầm 200 mấy bộ phải không? 200 mấy bộ 300.000. Nhưng mà hôm nay vào là em 179 cành thôi nha. Bởi vì là săn xe mấy tình yêu ơi, săn xe mới chết. Rồi con C7 cho em nha. C7 cho mấy chị yêu ơi, 179.000 nha. Có mùi màu đó ơi. Cành với mấy chị rất là xinh. Dạ, rất là có mùi màu cho mình luôn nha. Nhưng dạ, mà nó hết con C9 rồi mấy chị ơi, cho nên là ga giỏ hàng của em rồi nha. Nó chỉ còn chín màu thôi tình yêu, chín màu mấy chị yêu ơi. Và cái mẫu này á, nó còn cái số lượng rất là ít nha mấy chị gái ơi. Trong những cái phiên live trước mà chị gái nào vào xem live mà còn chần chừ mà chưa chốt được con này á, hôm nay vào mình shop giúp luôn tình yêu các em nha. Gần 10 con á, thấm với con tượng, thấm với công tưởng tượng đi. Trời ơi. Em hiểu cái cảnh đó mà chị. Lắc đầu thì đâu lắc đầu rồi. Nhà em có 2 con mà nó quậy có banh xác luôn á trường thấm. Thằng này 6 con nè, em có 2 con mà thôi nó trời ơi. Mẹ em chửi cái tới bến luôn. Mẹ em chửi cái banh chặt luôn á. Nhà trước 2 con, nhà sau 4 con. Ý là em cuộc nó mà bữa được bữa nào nó xúc gian cái hay nó chạy ruộng á, nó nằm dưới sình á tình yêu, nó vô nó quần á trời ơi. Mẹ em chửi nó một cái kinh khủng khiếp luôn á. Em hết hồn mà nói vậy? Rồi con C7 nha tình yêu ơi, con C7 bên nhà em nha. Hết hồn rồi, để con C7 nha mấy chứ yêu, C7 bên nhà em nha. Rồi 179 cành, C7 179 cành nha mấy chứ yêu. C7 179 cành nha mấy chị. Ưng được con nào chút liền còn đối với em luôn. Lên chiều cao kèm ngân nạc hỗ trợ uống sao cho mấy chị. Dạ, 40 con đổ lên và 85 con đổ về nha mấy chị ơi. Lên chiều cao kèm con nặng giúp em nha. Rồi con này là con C2 nè. Với những mẫu như thế này á, mình mua về cho mình bận cũng được nha. Mua về cho mẹ nha, mua cho bà cũng được nha mấy chế. Trưa trời nắng chị đi nằm phòng lạnh, chị ra mẫu quạt trước cho nó nằm, chị thương tuổi nó lắm. Đúng rồi chứ yêu ơi. Tội nghiệp nó tình yêu mà vậy thôi chứ em thua lắm chịu. Không tội nghiệp nó chị. Ủa đừng nghe nó xuống nha. Nó xuống được cái quạt thương, mát đồ. Thương thì đó quậy là. Đúng rồi, quậy là bằng chuỗi á chứ yêu, phải là chuỗi á. Rồi con C2 tình yêu ơi, C2 tình yêu ơi, nghe từ biển quen tình yêu C2. Rồi, lưng bản của chị mấy chị ơi, lưng bản và em có mai kèm túi nha. Dạ. Lưng bản và em có mai kèm túi cho mình luôn. Rồi C2 nha. C2 179 cành mấy chị yêu của em ơi, C2 179 cành. Em đang mặc là mã mấy con C5 mới nha chứ yêu. Em đang mặc con C5 mới nha tình yêu ơi.
nhấp vô nhữ mô đi tình yêu ơi, nhấp vô chữ mô nha. Chọn cho em là con C5 đi chị ơi, ơi. Chọn C5, chọn size chốt luôn tình yêu. Ít bạn xem máy tình yêu, mình lên cho em là chiều cao kèm con nặng đi. Dạ, cục lên ơi. Lên chiều cao kèm con nặng đi chứ yêu rồi. C2 tình yêu ơi, C2 179 cành nha. C2 179 cành tình yêu ơi, con nào cũng mê, cục diện của em ơi. Ưng đồ con nào phong lên đơn liền con đó nha. Có tình yêu nào mình đang vào xem live nãy giờ mà không biết cách đặt hàng không mấy chị? Không biết cách đặt hàng cò mẹ lên liền cho em biết nha chị nha, không thể nào chần chừ nổi tình yêu ơi. Con nào cũng đẹp mấy chị gái, C1 bên nhà em nè. C1 với tình yêu 179. Dạ, con nào cũng đẹp cũng xin chung đó chị. Dạ. Hello chị Anh Mập, chị Anh Mập ơi, chỗ khách gọi bên nhà em chị Anh Mập. Hello chị. Con rồi con này có C1 chứ mấy chứ yêu, con C1 bơi nhẹ em tình yêu ơi. Rồi ơi sang xịn sò mấy chị gái ơi. Dạ. C1 nha, C1 là một con màu xanh vui mấy chứ yêu ơi, con C1 bơi nhẹ em nha. Rồi con này sẽ là con C1 nè. Rồi ơi đẹp quá chị gái ơi, hoa tình yêu ơi, em sẽ thay mình con C1 chứ mấy chứ yêu. Rồi chứ đẹp quá tình yêu, không là chịu nổi mấy chị gái ơi. C1 nha, bận C1 nha mấy chị yêu ơi. Đáng được kém. Bạn có C1 cho mấy chị yêu, bạn có C1 tham khảo mấy tình yêu nha. Dạ rồi, em sang C1 cho mấy chị tham khảo nha mấy chị. Lên chiều cao kèm cân nặng hỗ trợ tốn xây cho mình nha. Ưng được con nào chốt liền giúp em con đó với chị, 179 cần một con giúp em nha. Lên chiều cao kèm cân nặng hỗ trợ tốn xây cho mình chị, rất là đẹp, rất là xinh cho mình luôn. Trên tay của em đang cầm là con C9 và con C10 với em chị. Chị nào ưng được con nào thì nhanh tay hai tay giới hạn em nha. Đã mua được rồi, cầm em lên cho mấy chị em nha chị. Chất liệu là phải thôi thun nha chị, áo là chất thun lứa, quần là phải thun co giãn mềm mịn cho mình nha, mặc thoáng mát cho mình nha chị. Ưng rồi con nào chốt liền con nói với em luôn. Lên chiều cao kèm con nạng hỗ trợ tốn xay cho mình nha chị. Cái hình tròn mà còn nó móc móc vô luôn, chuột á. Khi thay đồ hay lấy gì, cái đứt mày đứt nó gớt ra. Con bò nó bị chuột rồi. Nó đang lắc mà nó bị chuột. Rất là đẹp, rất xinh mà chị. Lớp chiều cao kèm con nào hỗ trợ. Dạ rồi mấy nha. Chị ơi, em sang màu C1 cho mấy chị nha. Rồi này con C1 bơi nhà em nè. Rồi ơi C1 đẹp nhất nát luôn mấy chị gái ơi. Con C1 nha. Con này sẽ là con C1 cho mấy chị ơi. Rồi ơi em là khoái con C1 tình yêu nha. Nó sang mấy chị yêu, nó sang nha. Rồi C1 là một con màu xanh vui nha mấy chị ơi. C1 là một con màu xanh vui cho mình luôn nha tình yêu. Dạ hôm bữa mẹ em con la em tình yêu, mẹ em nói là mua bộ này bẩn được tình yêu ơi. Tại mẹ em thấy nó đẹp mấy chị yêu. C1 đẹp thì mấy tình yêu nha. Nó không có bị già mấy chị yêu, nó C1 nó sang tình yêu, nó sang nó đẹp mấy chị. Em thấy vậy tình yêu ơi. 179.000 bộ thôi mấy chị. Dạ mẹ em nói mua về bận đi. 179.000 bộ mấy tình yêu ơi. Rất là đẹp, rất là xinh cho mấy chị. Ưng được con nào chốt liền con đó với em nha. Lên giúp lên chiều cao kèm con nào hỗ trợ tốn xay cho mấy chị. Dạ, ưng được con nào mình hốt liền con đó cho tình yêu ơi. Dạ, C1 nha. Rồi em đang mặc hiện tại sẽ là con C1 cho mấy tình yêu ơi. C1 nè. Rồi ơi, sang xịn sò mấy chị gái ơi. C1 nha. C1 179 cành tình yêu ơi. Đơn giản nhưng mà lại dễ mặc nha mấy chị ơi. Đơn giản nhưng mà lại dễ mặc cho mình. Dạ, luôn đơn nha. Đơn giản mà lại dễ mặc cho mình luôn chị. Mềm mà thun là chất liệu thun co giãn mềm mịn cho mấy chị. Áo là chất thun lứa, quần là phải thun cho mình nha. Co giãn mềm mịn mặc thoáng mát cho mình nha chị. Ưng được con nào chốt liền con đó với em nha. Dạ mà nhấp vô chữ mua đi mấy chị ơi, nhấp vô chữ mua nha. Hello chị Phu, hello chị Phúc Lê Văn, hello chị Nguyễn Ngọc ơi, Tu Trúc Tâm nha tình yêu ơi. Rồi tình yêu này mình đang vào xem live mình cho em xin một lượt tim tim nha cả nhà ơi. Đang vào xem live mình tim tim mà mình hình giúp em nha mấy tình yêu. Follow mình chia sẻ like giúp em mấy tình yêu các em ơi. Trời ơi sang quá chị ơi. C1 nha. C1 là một con mà sách vui tình yêu ơi. Con này là nó hơi bị sang xịn sò nha. Đã ghé vào live mà không chốt được con này với giá 179 cành là rất là ổn nha mấy tình yêu. Nhanh tay nhấp vô gió hàng, nhấp vô chữ mua nha. Lên chiều cao kèm con nặng mấy tình yêu các em ơi. Lên chiều cao kèm con nặng là sẽ có size liền cho mấy chị nha. Rồi dạ, em đang mặc hiện tại sẽ là con C1 của tình yêu. Dạ, em đang mặc hiện tại sẽ là con C1 cho mình luôn nha. Dạ, bao nhiêu một bộ ở shop? Dạ, 179.000 ở nha chứ yêu. Bộ đồ này giá gốc là 285 cành nha chị nha. Giá gốc là 285 cành nhưng mà hôm nay vào like em 179 cành thôi chị ơi. Nhưng hôm nay vào like em 179.000 thôi nha. Đơn giản nhưng mà lại dễ mặc cho mình luôn nha. Ưng được con nào phô mà chốt liền con đó luôn giúp em tình yêu ơi. Đồ xin giá hồi là không chần chừ nữa nha mấy chị ơi. Đồ xin mà giá lại còn
rồi vậy nha. Dạ đúng rồi. Dạ có tình yêu là mình đang và sẽ là không biết cái đặt hàng không, mới chưa yêu C1 tình yêu ơi, C1 dạ. Nha. C1. Mình không biết đặt hàng có đây là comment bên em hướng dẫn hỗ trợ cho mình nha chị. Dạ, em chuẩn bị sang cho mình là mẫu khác nha tình yêu. Cái mới là chị Lê Kiều, chị Lê Kiều ơi. Em chuẩn bị sang mẫu khác nha, cho nên là khuyến khích mà chị gái nào mình ưng được con này phải không nhanh ta nên liền tình yêu cái ơi. 179 cành tình yêu ơi, C1 thì mới chưa yêu C1 nha. C1 179 cành tình yêu ơi, đơn giản nhưng mà lại dễ mặc cho mấy chị ơi. Đơn giản nhưng mà lại dễ mặc cho mình luôn nha. Dễ mặc cho mình luôn chị. Mềm mịn. Trời ơi, con này sẽ là con C8 mấy chị ơi, C8 bơ nhẹ em nè, lưng bản nha. Lưng là lưng bản và em có mai kèm túi cho mấy chị luôn nha. Đối với chị gái nào mà đã từng mua đồ bơ nhẹ em rồi nha là gót là rành nha mấy chị ơi. Còn chị gái nào mà vào shop live mà chưa từng mua đồ bơ nhẹ em nha, thử bỏ ra mức giá 179 cành mua về bọn con như em nói không mấy chị ơi. Rồi con này sẽ là con C8 bơ nhẹ em nha. C8, C8 179 cành C8 nha mấy chị yêu. Trời ơi, xe xịn sò quá nha mấy chị yêu ơi, không thể nào bỏ được con này cho mình nha tình yêu các em nha. Ơn được con nào chốt liền con đó với em nha chị, rất là đẹp với xin chung luôn nha. Lên chiều cao kèm con nặng bên em hỗ trợ tôi không sai cho dạ, mấy chị. Chiều cao kèm con nặng là mình sẽ có sai nha mấy chị ơi. Gọi em sang mẫu khác tình yêu các em nha, em sang mẫu luôn mấy chị yêu ơi. Rồi tình yêu này mình đang vào xem live mà ưng được mẫu này nè, mình lên đơn liền tình yêu nha, sang mẫu khác cho mấy chị gái nha. Dạ rồi, dạ em sang mẫu khác nha mấy chị nha. Nhanh tay thật. 16. Nhanh tay thao tay hẹn em nha chị. Ưng được con nào chốt liền con đó với em luôn. Lên chiều cao kèm con nặng hỗ trợ tốn sai cho anh chị 179k một con với em nha. Rất là đẹp, rất là xinh luôn nè chị. Ưng được con nào chốt liền con đó với em nha chị. 179k một con với em luôn. Đã đặt, đã đặt, đã đặt, đã mua được rồi, cờ mẹ lên chơi biết giúp em nha chị. Rất là đẹp, rất là xinh luôn nha. Nhanh tay thao tác hàng với chị. Lên chiều cao kèm cân nặng hỗ trợ tốn sai cho mình chị. Rất là đẹp, rất là xinh luôn. 179k một con với em nha. Áo là chất thun lớn, quần là phải thun co giãn mềm mình nha chị. Rất là đẹp, rất là xinh cho mình chị. Ưng được con nào chốt liền con đó với em nha. Lên chiều cao kèm con nặng hỗ trợ tướng xe cho mình 179k một con với em nha chị. 179k một con với em nha. Áo là chất thun lưới, quần là phải thun co giãn mềm mịn cho mình nha chị. 1m50-59kg chọn cho mình size 4 nha chị. Chọn size 4 nha. Size 4 là vừa là đẹp cho mình luôn. Dạ 1m50-49kg chọn cho mình size 2 chị. Size 2 là vừa là đẹp cho mình nha chị. Dạ rồi mấy chị em size mở cho mấy chị nha. Trời ơi, xe xịn sò mấy tình yêu các em ơi. Dạ, hello chị Nghi Ly, chị Nghi Ly nè. Nay thứ mấy ta? Nay thứ năm phải không chứ yêu? Được, kẹp cục vàng đó, kẹp chị Nghi Ly ơi, kẹp tình yêu ơi. Mình đặt luôn tình yêu rồi, em giao kẹp với nha chứ yêu. Mình lên luôn đi cục vàng Nghi Ly ơi, mình đặt mã nào chứ yêu, mình đặt con C nào chứ yêu. Dạ, chứ đặt con C nào chứ kẹp luôn cho em này nha. Dạ, để C nào tình yêu ơi, kẹp luôn cho em này cục vàng ơi, lên mã kẹp này có đơn liền nha chị Nghi Ly ơi, kẹp nha tình yêu. Nó mới thứ năm mà tình yêu ơi. Thứ 5 6 7 rồi, còn sao nhận ơi, còn có 3 ngày nữa chị ơi nha chị nha. Mình đặt sớm thì em giao sớm nha chứ yêu. Em đi liền trong ngày tình yêu các em nha. Mình đặt giò phone là chưa đang có đơn đi luôn rồi tình yêu các em nha. Dạ nhanh lắm nha chị Nghi Ly ơi. Dạ nãy giờ nó bị ẩn còn em không có thấy được đó nha chị Nghi Ly ơi. Nó mới hiện lên là tình yêu ơi. Nó mới hiện lên là tình yêu nha. Rồi mình lên mã kèm cho em này nha chị Nghi Ly nha. Là có đơn nha chứ yêu. Dạ kèm cho cùng gian kèm với nha chứ yêu. Năm mới có năm mà tình yêu ơi, kèm cho mình nha chị nha. Dạ mình lên luôn đi tình yêu nha. Rồi cục về ngôi em xem thì một màu áo lẻ in 4D tình yêu nha. Trời ơi sang xịn sò tới nổi chị gái ơi. Áo lẻ in 4D bơ nhà em con này lão hơi bị sang xịn sò cho mình luôn nha. In 4D in duyên dáng nha tình yêu nha. Rồi cổ là cổ tim nè, nút sẽ là nút ngọc cho mình luôn. Em đính luôn cho mình trực tiếp vào áo rồi nha. Vải nhiều vải xốp đẹp quá. Dạ rồi chứ yêu ơi, con này bên em sẽ là chất liệu vải thun cho mình nha chị nha. Dạ con này không phải là chất thun lưới nhập hay gì đó tình yêu ơi, nhưng mà con này bên em chỉ là chất vải thun cho mình thôi nha chứ yêu. Vải thun nhưng mà có độ co giãn nha mấy chị ơi, bận lên cho mình rất là thoải mái và thoáng mát nha mấy bà ơi. Dạ gì đây
chị mới vô cho chị xem áo bông mới qua. À cái áo bông hả chị, cái áo bông đã hôm nay rồi chứ yêu ơi. Bây giờ em nên lên mẫu này rồi chị Nghi Ly ơi. Dạ áo bông bây giờ chị cứ lên cho em này chị Nghi Ly nha. Cái đó cái nọ cái mẫu đó mẫu C tình yêu ơi. Có gì hồi bạn em á, mình bạn em nó nói cho mình đó tình yêu, thì mình nói là gửi mẫu C chị xem, rồi nó gửi qua cho mình xem cho chị Nghi Ly, mình lựa màu nha chị nha. Tại vì em đang là cái mẫu này là chứ yêu, mà em như muốn kêu lên nó quá em supply tình yêu ơi. Tại em cứ ghi mẫu này rồi cục về nha. Mình cứ lên cho em này chị Nghi Ly ơi nha chị nha. Rồi mình kêu bạn gửi mình qua mình coi em về Nghi Ly nha nha chị yêu. Em vừa like xong nửa tiếng rồi chứ yêu ơi nha chị yêu nha. Rồi áo lẻ in 4D, áo lẻ hả shop đúng rồi cục vàng áo lẻ nha chứ yêu. Áo lẻ 109.000 con cho mình nha chị nha. Áo lẻ in 4D cục vàng ơi, in 4D duyên dáng trẻ trung cho em luôn. Rồi em đang mặc hiện tại sẽ là cái con màu cam nha. Vải là vải thun cho mình nha chị nha. Vải bên em sẽ là chất vải thun cho mình luôn. Bên em đã từng may vải lụa với gắm bán rồi cục vàng ơi. Dạ mấy chị khen là cũng đẹp thiệt nha. Nhưng mà nó hơi nóng quá shop ơi, hơi nóng quá thôi tình yêu ơi. Cho nên là bên em á đổ qua chất vải thun cho mình thử nha tình yêu ơi. Vải thun được ưa chuộng nhiều rất là nhiều nha cục vàng ơi, cho nên là bên em sẽ giữ chất vải thun cho mình luôn nha tình yêu nha. Dạ vừa thoải mái lại vừa thoáng mát nha. Thun này tình yêu ơi có tên thương hiệu đàng hoàng mấy chị gái ơi, nhập từ công ty và có tên thương hiệu đàng hoàng nha. Nhưng mà tải like nhưng những cái nền tảng này thì nó không có nói được tên thương hiệu mấy chị gái nha, nó là quét không supply mấy chị yêu nha. Dạ yeah. Nhưng có tên thương hiệu đàng hoàng cho mình luôn. Rồi em đang mặc hiện tại sẽ là cái con màu cam nha. Con này phiên like hôm nay mà chị gái nào tim tim màn hình cho em nhiều nhất nha, xe like cho em nhất tình yêu ơi, 179.000 nha. Con này lên giá cho mình luôn 109 cành thôi nha. Siêu phẩm bơ nhẹm lên giá luôn nha, 109.000 con. Con này giá gốc là 169 cành. Giá gốc là 169 cành. Nhưng hôm nay vào live em săn sale nha tình yêu ơi, chia sẻ like thì chỉ còn có 109 cành thôi nha. Nhớ chia sẻ like là mới có mấy chị ơi, chia sẻ like mới có nha. Rồi con này sẽ là con xanh ngọc cho mình luôn nè. Màu này sẽ là màu xanh ngọc. Nhưng mấy chị yêu em đang mặc hiện tại sẽ là màu cam nha. Em đang mặc hiện tại sẽ là màu cam. Rồi màu này sẽ là màu xanh ngọc nè. In lạm minh 4D và em lên in luôn hai mặt cho mình luôn nha. Tức là mặt trước mặt sau tình yêu các em ơi, in lạm minh 4D nha. In 4D cho mình tình yêu ơi, in những cái hình bông hoa như thế này nha, vừa đẹp mà lại còn vừa sang nha. Ồ hello chị Hứa Vương Văn, chị ơi trời ơi khách gộ bên nhà em. Hello chị Hứa Vương Văn, hôm nay vào đây em mua thêm gì không chị Hứa Vương Văn, mua thêm bộ nào nữa không chứ yêu? Dạ. Nhân rồi hello chị Duyên Phận, chị Duyên Phận ơi. Dạ tôi có mua mẫu này bên shop rồi, đồ rất đẹp nhé mọi người. Trời ơi cảm ơn tình yêu Kim Phượng, chị Kim Phượng ơi. Trời ơi từ cái bữa Kim Phượng nhà em đang mua thêm con nào đó không chị Kim Phượng ơi, mua thêm con nào đó không chứ yêu, còn thiếu màu nào đó không chị Kim Phượng. Rồi khách rùa bơ nhà em cảm ơn chị nhiều, chị Kim Phượng nha. Rồi màu này sẽ là màu xanh ngọc chứ mấy chứ yêu, màu này là màu xanh ngọc nè. Mình bận bà ba mà mấy mẫu mà muốn trẻ chung tôi tắng phôm thì con này cục vàng ơi, ứng cử viên sáng giá cho mình nha. Vừa trẻ trung mà lại vừa tua tắng cho mình luôn nha. Đối với những cái mẫu áo lẻ bộ in 4D như thế này á, là em mai cho mình là rất là nhiều tông màu nha. Nhưng mà màu sáng nhiều hơn xíu chị ơi, màu sáng nhiều hơn xíu nha tình yêu nha. Dạ màu sáng nó nhiều hơn màu tối á chị. Rất là màu đẹp tối có màu tím quế không á chị ơi. Dạ, dạ màu tối chỉ có màu tím quế thôi chị. Rồi nên màu này sẽ là màu xanh ngọc cho tình yêu ơi. Màu này sẽ là màu xanh ngọc cho mình nha. Em lên bảng màu cho mình tham khảo mấy chú yêu cho tình yêu nha. Đồng giá là 109.000 con. Cũng có size cho mình từ 40 con đổ lên và 85 con đổ về luôn nha. Dạ lên chiều cao kèm con nặng nha mấy chị ơi. Lên chiều cao kèm con nặng là sẽ có size cho mình luôn. Rồi màu này sẽ là màu xanh ngọc cho mấy chú yêu. Rồi màu này là màu hồng phấn nè. Mẫu này tình yêu đẹp lắm nha mấy chú yêu ơi. Có 109.000 con nha. Dạ 109 cạnh con thôi mấy chị ơi, đơn giản nhưng mà lại dễ mặc nha mấy chị yêu, đơn giản nhưng mà lại dễ mặc cục vàng cái mơi, ưng đồ con nào phôm nhất liền con đó mấy chị yêu ơi. Rồi con này là cái con màu hồng phấn nha tình yêu, màu hồng phấn nha mấy chị yêu. Trời ơi sang xịn sò quá luôn mấy chị yêu ơi. Rồi màu hồng phấn nha, màu hồng phấn 109.000 con cục vàng ơi. In lạm minh 4D mấy chị yêu ơi, in lạm minh 4D cho mình luôn nha. Coi giãn thoải mái bận lên cho mình rất là mát mẻ nha mấy chị yêu, coi giãn thoải mái bận lên cho mình rất là mát mẻ nha. Rồi ưng đồ con nào phôm chốt liền con đó nha tình yêu nha. Rồi cao 1m60 hai con là size 2 chứ yêu ơi. Dạ 1m59 con lấy ra cho em size 3 đi chị yêu ơi. Size 3 vừa là tình yêu các em nha. Chị đã đặt màu cam cảm ơn chị yêu. Rồi riêng cái về cái mẫu này á, chị phối cho em quần trắng cũng được nha, quần đen cũng được nữa nha chứ yêu ơi. Dạ nguyên bộ phối lẻ như thế này là 194 cành nha chị. Áo là 109 cành, quần là 85 cành nha chứ yêu ơi. Nguyên bộ là 194 cành giúp em nha. 194 cành là được luôn cho em nguyên bộ nha mấy chị ơi. Hôm nay đã ghé vào live rồi mà không chốt được con này là hơi bị ủ nha mấy chị yêu. Dạ phối trắng cũng được mà phối đen cũng được nha. Mình mua về cho mình bận nè, mua về cho mẹ nha, mua cho bà cũng được nha mấy chị yêu. Rất là nhiều
mà mình tha hồ mình lựa chọn nha. Dạ, mẫu này có cam sữa không? À có luôn dạ, chứ yêu ơi. Cam sữa chị. Có chị yêu ơi. Em đang mặc hiện tại sẽ là màu cam nha. Rồi màu này là cái màu cam sữa bên nhà em nè chị ơi. Hello chị Tình Đơn Phương, chị Tình Đơn Phương. Rồi màu này sẽ là con màu cam sữa bên nhà em nha. Màu này là màu cam sữa nha mấy chị yêu ơi. Đơn đang đến. Trời ơi, đã chùm thấm chùm nhận nữa nè. Rồi, con màu cam sữa mấy tình yêu ơi, màu cam sữa cho mình luôn nha. Rồi màu này là màu cam sữa nha. Đơn này của Di nè. Dạ rồi ok chị. Rồi màu này là màu cam sữa với cục gì ơi, lên bảng màu cho mình lựa mấy chị gái ơi. Dạ. Lên bảng màu cho mình lựa nha chị nha. Dạ. Đầu tiên là màu xanh biển với mấy chị. Dạ, màu xanh biển nha mấy chị. Thứ hai là màu tím huế. Màu tím quế nè. Màu hồng phấn. Màu hồng phấn hôm qua nhận dạ, hai đơn ra máu. Trời ơi đã. Đã chuyện không. Dạ, tiếp theo là màu trắng giúp em nha. Màu trắng cho mấy chú yêu. Màu rồi tím màu cà. Tím cà. Rồi tiếp theo là màu hồng sen. Màu hồng sen cho mấy chị yêu. Rồi màu cam. Màu vàng cho mấy chú yêu. Vàng giúp em đi chị. Rồi màu xanh ngọc. Ngọc. Dạ màu cam sữa nha chị. Và cuối cùng sẽ là màu đỏ, nha mấy chị ơi. Cuối cùng sẽ là màu đỏ nha. Rất là nhiều màu tình yêu ơi, tha hồ mình lựa màu nha mấy chị ơi. Rất là nhiều tông màu cho mình tha hồ mình lựa nha. Ưng được con nào nhấp vô gió hè nha, nhấp vô chữ mua mình chốt liền nha mấy chị yêu. Chốt liền chốt lẻ với em chị. Ưng được dạ. Con nào chốt đồ liền. Đồ xin giá hòa là không chần chừ nữa nha mấy chị yêu ơi. Dạ. Đã về chị mày chuẩn bị đi nắp vô đi. Thôi chị ơi, có đâu có sao tình yêu ơi. Dạ, nắp bộ gì mà nắp bộ chứ yêu. Đúng rồi chị, nắp bộ gì đâu chị. Nắp bộ gì à? Rồi, màu này là màu vàng tình yêu ơi. Màu này sẽ là màu vàng nha. Và vàng này là vàng cúc nha mấy chú yêu ơi. Trời ơi, con này nó hơi bị xe xịn sò mấy chú yêu ơi. Con này là hơi bị xe xịn sò cho mình luôn nha. Em đang mặc hiện tại sẽ là màu cam nha mấy chú yêu. Và em đang dạ. Phối lẹ, em đang phối màu trắng nha mấy chị yêu ơi. Nguyên bộ phối lẻ như thế này là 194 cành đó nha chú yêu. 194 cành là được cho em nguyên bộ nha mấy chị yêu ơi. Xin cho mấy chị ưng được con nào chốt liền như con đó với em nha. Nó giống là chiều ca kèm con này em hỗ trợ tôi muốn sao dạ, cho mấy chị. Ưng được con nào mà chốt liền con đó nha. Rồi ơi, trẻ trung tươi tắn thì lấy luôn cho em mẫu này cục về ơi. Bà ba in 4D bơ nhà em nha, rất là đẹp nha mấy chị ơi. Hôm nay đã ghé vào like rồi mà không chốt là hơi bị ủ nha mấy chế yêu. Rồi em đang mặc hiện tại sẽ là em màu cam với tình yêu ơi. Em đang mặc hiện tại sẽ là màu cam nha. Nấp bụi mà thằng ship vẫn đến nhà sụt đơn vào nhà. Chứ quen quá rồi là trường thống ơi chứ sao nữa. Hắn cái két cái dục cái bệnh vô. Cái gì quá à, nghĩ tưởng có cười thiệt luôn á. Miệt mấy ông server mà kiểu như quen quá tình yêu nhìn cũng mắc cười xỉu luôn á. Rồi, màu này là con màu cam nha mấy chị yêu ơi. Màu này là con màu cam dạ. Tình yêu nha. Rồi ơi, xe xịn sò mấy chị yêu ơi. Màu cam tình yêu nha. Màu cam cục vàng ơi. Dạ, con này giá gốc là 169 cành. Giá gốc là 169 cành tình yêu ơi. Nhưng mà hôm nay vào like em nha tình yêu 109.000 con thôi nha. Đơn giản nhưng mà lại đơn dễ mặt in lại lạm minh 4D nha. In lạm minh 4D, giặt tay giặt máy gì là vô tư nha mấy chị ơi. Giặt tay giặt máy gì là vô tư cho em luôn dạ, nha. Không lấy xịn luôn. Có lấy sao rồi chứ quen hết tình yêu nghĩ cũng đã hay tình yêu cũng dễ thương á chị yêu. Nhanh tay tha tới thì chị đã mua được rồi, comment lên cho biết giúp em nha. Dạ ơn đã đặt đã mua được rồi thì mình cứ việc comment lên cho em biết nha mấy chị ơi. Em đang mặc hiện tại sẽ là con màu cam nha tình yêu. Rồi màu này là màu cam sữa nha. Màu này là màu cam sữa dạ, nha mấy chị yêu. Màu cam sữa với em nha chị. Màu cam sữa rất là xinh rất là đẹp trong luôn nha. 109 cành một con thôi nha chị. Lên chiều ca kèm cân nặng em hỗ trợ tôi cũng sao cho mình nha. Dạ 1m50-55kg chọn giống là size 2 nha chị. Dạ nhớ quý hàng những màu size đi chứ yêu ơi. Rồi dạ. Màu này là con màu cam sữa bên nhà em nha. Dạ cái mẫu này á là tình yêu ơi, kiểu như nó màu nó giống giống nhau với chứ yêu. Nè ví dụ màu cam phong có cam là có cam sữa nha cục vàng ơi. Có hồng sen phong có luôn hồng phấn trên mình luôn nha tình yêu nha. Dạ có tím cà phong có luôn tím quế mấy chị ơi. Kiểu nó lợ lợ mà giống nhau với tình yêu. Dạ đu cửa nhà gửi. Đâu có nhà rồi. Sao? Mắc cười quá rồi, hay dễ thương thiệt luôn á. Thiệt mấy ông shipper thì tình yêu ơi, nhiều khi cùng kêu shipper kiểu quen quá thì đâu thấy dễ thương xỉu mới chế. Hồi đó cho bạn nó kể tình yêu nó đi học á, cái ông nó đặt hàng hoài, cái ông shipper á nấy nó cái ông hỏi nó là mày có nhà không mà tao giao đồ rồi mày. Rồi, em nghe nó cười xỉu tình yêu ơi, kiểu quen quá mấy chị, quen quá á. Rồi ông vô nhà, ông chơi ông nhậu chung với cha nó luôn. Kiểu nó quen quá tình yêu ơi, thấy dễ thương xỉu luôn mới chế.
Rồi con này là con cam sủa nha mấy chị ơi, con này là con cam sủa mấy tình yêu nha. Rồi 109 ngày con mấy chị yêu ơi, nguyên bộ là 194 cành nha mấy chị yêu. 194 cành là được cho em nguyên bộ nha mấy chị yêu các em ơi. Rồi đơn giản dạ, nhưng mà lại dễ mặt nha. Phải gì sớm phải thun mấy nha chứ yêu, phải thun bên nhà em cho mình nha chị nha. À em quên chứ yêu ơi, cái con này nó dạng quên nãy giờ mấy chị nè tình yêu ơi. Phiên live hôm nay mà chị yêu đặt cho em là 3 bộ nha mấy chị ơi. Đặt 3 bộ là được kèm một túi thổ cẩm như thế này cho mình nha. Mình đặt bộ thì đi cho em là 3 bộ nha. Còn mình nếu mà đặt áo lẻ đi cho em là 6 áo mấy chị gái ơi nha chị nha. Đặt 3 bộ thì đi cho em là 3 bộ nha. Còn áo lẻ phun đi cho em là 6 cái mấy chị yêu ơi, là sẽ được kèm một túi thế này cho mình tình yêu nha. Túi thổ cẩm nha mấy chị ơi, túi thổ cẩm bên nhà luôn nè, xe xịn sò luôn cục diện ơi, túi thổ cẩm xe xịn sò cho mình nha chị yêu. Nhỏ gọn tiện lợi cho mình nha chị, túi này đi chơi cũng được tình yêu, lễ chuẩn được mấy chị gái nha, nó nhỏ như thương xỉu tình yêu các em ơi. Rồi thế nên đã đặt đã mua được rồi thì mình có việc comment lên cho em biết nha mấy chị ơi. Dạ nếu như mình phân vân giữa màu này khó chọn quá thôi hốt luôn em nói đi cục diện ơi, hốt luôn cho nhiều tình yêu nha. Mua nhiều vừa được giá hồi và được vừa được kèm sản phẩm nữa nha. Lợi thế của mình là đây nổ chú đông mấy chị gái ơi. Rồi nhanh tay ép vô giỏ hàng mình lên đơn liền đi chị, vì nhà phân bây giờ không có trên đủ liền chợ hết số nhà chị để đó. À vậy hết chứ yêu, cọ vậy tính ra biết cậu quen cỏ nào đó tình yêu ơi, biết quen cỏ nào rồi đó cục vàng ơi. Đúng rồi vậy con tiện cục vàng ơi, đúng rồi vậy cho tiện chứ yêu, chứ để xa xôi nữa mất công. Trời dạ riết nhà mình những cái kho của nó ơi. Dễ thương quá à, hay đã thiệt luôn á, cũng vui. Rồi màu này là con màu tím cà mấy tình yêu ơi, màu này là con màu tím cà mấy cục vàng nhóc. Rồi màu này là con màu tím cà nha, có tím cà phun có luôn tím quế nha mấy chịu, có tím cà là có luôn tím quế. Kèm con nào hỗ trợ tôi có sai cho mình nha chị, ưng được con nào chốt liền coi giúp em con đó nha. Rồi màu này là con màu tím quế dạ, nha mấy chị yêu ơi, màu này là con màu tím quế nha mấy chị yêu. Trời ơi sen xịn sò mấy chị gái ơi, con nạm cũng mê nha. Rồi ấn đồ con nào phốt nhấp quý hay nhấp vô chữ mua tình yêu ơi, lên đơn ngay vào luôn nha. Rồi màu này là màu tím cà mấy chị yêu ơi, màu này là màu tím cà nha. Dạ để em bận sang cái màu khác tham khảo cuộc game cái nha, em bận sang cái màu hồng phấn nha mấy chị yêu, hồng phấn nha. Dạ tới riết mấy em Kiki bên nó luôn chẳng thèm sủa. Rồi ơi sao biết quá quen rồi, dễ thương quá hả, thiệt quá. Mấy ông nó cười lắm tình yêu, mấy ông nó cười lắm không thèm sủa chứ gì nữa, quá quen rồi. Lo với chiều ca kèm ngân nạc hỗ trợ lúc sau cho mình nha, có khi quá quen rồi đâu cần điện đâu, chả biết nó quăng hẹn đúng rồi, rồi xong được đúng rồi, nó quăng nó quật nó đi luôn rồi đúng rồi. Lên chiều cao kèm ngân nào hỗ trợ đúng sai cho mình chị, ưng được con nào chút giúp em thì con đó giúp em nha. Lên chiều cao kèm ngân nào giúp em chị, 109 cành một con giúp em nha chị. Trên tay của em đang cầm là màu xanh biển, màu tím huế và màu hồng phấn nha. Màu nào cũng đẹp cũng xinh cho mình nha chị, ưng được màu nào chút liền màu đó giúp em nha. Rồi chị yêu ơi, dạ em sang màu khác cho mấy chị tham khảo nha. Rồi màu này là màu phấn rồi, trời đất ơi trời, nó đẹp mấy chứ yêu của em ơi, nó đẹp hết phần thiên hạ của em luôn á mấy chị. Trời màu này là con màu hồng phấn nha mấy chú yêu, màu này là màu hồng phấn nha. Hello Trần Phát, chị Trần Phát ơi, chị đã đặt nha, cảm ơn chị yêu. Rồi tình yêu nào đang vào xem like đã đặt đã mua nữa rồi mình cứ việc comment lên cho em biết nha mấy chị ơi. Em đang mặc hiện tại sẽ là màu hồng phấn không, hồng phấn là em hồng phấn là chị tình yêu ơi, để hỏi cho bà con màu sen nè, cục vàng sen chỉ nó tình yêu ơi, để hỏi cho bà con hồng sen nè. Nhanh tay thao tác hàng với chị, ưng được con nào chốt liền con đó với em nha. Danh tay thao tác em đã đặt đã mua được rồi, comment lên cho biết giúp em nha chị. Dạ ân được con nha. Nào hốt dạ. Liền con đó nha mấy chị ơi, em còn rất là nhiều mà cho biết chị lựa chọn nha chị. Rồi cái con mà hồng sen bơi nhẹ tình yêu ơi, hồng phấn là em mua, hồng sen là chị rồi mấy chế. Rồi ơi sen xịn sò về thôi, hai chị em nhà nó nè, hai chị em đứa nào cũng đẹp như nhau tình yêu ơi, đứa nào cũng đẹp luôn á, không có nào hơn đứa nào hết trơn á. Rồi mà hồng sen bơi nhẹ nữa tình yêu ơi, nó hồng sen chị hồng phấn em tình yêu ơi, mà con nào cũng đẹp chứ bà nha. Rồi 109.000 con mấy tình yêu ơi, 109.000 con nha. Dạ mình nhắc vô chữ mua đi mấy chị yêu ơi, nhắc vô chữ mua tình yêu ơi, biết nó hỏi sao không. Rồi sao chứ yêu, kể cho em nghe đi cục diện ơi, áo rồi có quần không mẹ? Dạ có nha chị Hana Võ ơi, có bán quần lẻ cho mình luôn dạ, nha chứ yêu, riêng về cái chị. Mẫu này á làm chị có lẻ hơn nha chị Hana Võ ơi. Dạ chứ phó là một với là chứ phó quần trắng như em nha, hai chứ một đen chứ Hana Võ nha, quần là 85.000 quần á nha chị yêu, quần lẻ có dạ. Bán nha cục diện, quần lẻ bên nhà em là chị yêu ơi, có bán áo phần có quần như cục diện nha, quần lẻ bên nhà em là chứ yêu ơi. Rồi mấy bạn nó bay tóc em nó sụn qua đen bên tình yêu ơi, em khổ sở ghê, có máy cộng tóc máy mà nó cũng bay sụn qua đây nữa bà, khổ sở quá. Không, mấy chị đừng nhìn em tình yêu, mấy chị nhìn đồ thôi, mấy chị đừng nhìn mặt em mấy bà ơi.
Rồi quần bơi nhà em là quần lưng bản nha mấy chị. Quần là quần lưng dạ, bản và em có mai kèm tủ nha mấy chị. Quay 85.000 quần như cục vàng ơi khổ. Có mai kèm tủ sau giờ. 85.000 quần ở nhà tình yêu cái mơi. Nè chị Hana Phở ơi, nguyên bộ phó nhà này tình yêu nha. Mà chế phó quần trắng cũng được, quần đen cũng được nha chế. Dạ, chị mấy em kia giờ chị không biết sửa hả? Nó chưa mọc ra. Trời ơi, còn hỏi nữa chứ, hỏi không biết sủa. Nó quay quá rồi, sủa gì nữa sủa. Nói ổng cái nó biết ổng liền à. Nói ổng cái nó kệ nổi vô tới nữa kìa. Rồi xong sủa đã gì nữa sủa, quay quá trời. Ê, cũng như hôn hề luôn, ông nội đó. Ông nội đó ông hỏi kìa. Rồi, màu này lã con màu đỏ nha, tình yêu em ơi. Màu này lã màu đỏ nha. Màu này là màu đỏ nha mấy chị ơi. Rồi chị Hana Võ ơi, mình đặt hàng mình lên xem này nha. Cục vàng, mình đặt hàng mình lên xem này chị Hana Võ nha. Dạ, nhanh ta tha tay hèm em chị lên chiều dạ. Kèm rồi em đang mặc hiện tại sẽ là cái con màu hồng phấn nha mấy chị ơi. Em đang mặc hiện tại sẽ là màu hồng phấn nha. Rồi màu này là màu đỏ nha mấy chị yêu. Màu này là màu đỏ tình minh tình yêu ơi. Dạ rồi, lên bảng màu là mình lựa tình yêu cái nha. Đồng giá là 109.000 con nha. Tại shop là 169 cành. Tại shop là 169. Nhưng hôm nay vào live em 109 cành. Rẻ như cho, rẻ như biếu mà không chốt đầu tiết cho tình yêu các em nha. Dạ giá gốc là 169 cành rồi đó mấy chị ơi. Lên lãng màu tình yêu các em nha, nhanh tay chốt đơn tình yêu ơi, in 4D duyên dáng nha bạn. Dạ, đầu tiên là màu xanh biển với em nha chị. Xanh biển nha mấy chị yêu. Dạ, tiếp theo là màu tím huế. Màu tím quế. Màu hồng phấn. Màu hồng phấn. Màu trắng. Màu trắng nha. Thế là màu tím cà. Màu tím cà. Màu hồng sen. Màu hồng sen. Thế là màu cam. Màu cam nha mấy chị yêu. Màu vàng. Màu vàng. Thế là màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc. Màu cam sữa. Màu cam sữa. Cuối cùng là màu đỏ cho em nha chị. Cuối cùng sẽ là em màu đỏ nha mấy chị ơi. Rất là nhiều màu mình tha hồ mình lựa chọn nha. Dạ. Em mua mẫu này về cho mẹ màu nào được vậy shop. Màu tím quế đi tình yêu ơi. Lấy cho em màu tím quế đi chị yêu. Nè lấy tím quế đi cục về nha. Mẹ có bớt ai đâu không? Bớt đâu. Em cầm bớt bình thường mà sợ bớt. Rồi màu này là con màu tím quế nè tình yêu ơi. Mình mua về cho mẹ phốt lấy luôn xem màu tím quế đi tình yêu ơi. Tím quế này chứ yêu nha. Riêng về cái mẫu này á là kiểu như cái hướng sáng nó nhiều hơn xíu như cục vàng ơi. Tại này là in 4D nha cục vàng. Bánh bèn sao chị không thẩm ơi, em nghe nè chị yêu. Em nghe nè chị. Rồi màu tím quế nè mấy chị yêu ơi. Dạ. Rồi màu này đã con màu tím cà tình yêu nha. Màu này là màu tím cà luôn cục vàng ơi. Cảm ơn chị đặt hàng nha cục vàng các em nha. Hôm nay có mẫu mới không có chị yêu ơi. Chị Hà Dương Phong đang kiếm không ấy cục vàng ơi. Xíu lên cho mình đó nha chứ yêu. Xíu bảo ơn xíu bảo lên trước tình yêu các em ơi. Dạ em lên sau với chị yêu ơi. Em là em tối mới lên. Rồi màu này là con màu tím cà mấy chị yêu ơi. Màu này là màu tím cà tình yêu các em nha. Rồi màu tím quế nè. Màu này là màu tím quế là cục vàng ơi. Kiểu chi á. Dạ cái mẫu cổ vuông tay phòng mà 95.000 chứ mà kiểu nó ra nhiều bông mới á chị. Nhiều bông mới chứ yêu ơi. Cũng là thun lúa 95.000 á chứ yêu. 95.000 áo á. Cái mẫu nút sẫm. Mà với cái mẫu sẫm hả? Mẫu nút sẫm bộ gì đó chị. Bộ hay là áo lẻ. Bộ có lẻ có luôn. Bộ có lẻ luôn chị. Bộ có lẻ có luôn á chị Hồng Thẩm ơi. Tha hồ lửa nha. Thang hồ lụa chị Hồng Thẩm ơi, xíu vô coi tình yêu Hồng Thẩm ơi, xíu vô coi nha. Vậy thôi nhiều lắm rồi. Rồi ôi vậy bà nghĩ bà không chốt được không bà Hồng Thẩm? Bà chưa bà xong bà Hà liền đó. Màu nhiều lắm. Đúng rồi, nhiều lắm luôn á. Đẹp đẹp không mà chị Hồng Thẩm ơi. Em chưa được coi màu tình yêu ơi. Em mới nhìn sơ qua xíu em muốn biết màu nhìn màu nó ra làm sao nữa. Dạ không chốt nha à. Rồi bà đợi coi có không. Chưa tôi vô like bà Hà tôi coi nè. Rồi, màu này màu tím cà cục vàng ơi, màu tím cà mới chứ yêu ơi. Lắc nguồn làm gì căng rồi ơi. Mà chắc chưa bà Hồng Thẩm ơi, mà chắc chưa? Bà nói được không? Chơi được bà làm. Ừ, bà nói được không? Bà làm được không mới sợ đó. Rồi, màu này là màu hồng sen nha cục vàng ơi. Màu hồng sen giúp em á bà ơi. Rồi 109.000 con nha. Rồi màu này là màu đỏ nè tình yêu ơi. Để em ghim lại cho em dễ đặt hàng mấy chị nha. Nhắc vô chữ mua nha mấy chị ơi. Nhắc vô chữ mua nha. Chọn màu, chọn size, chốt luôn trên like cho nó rẻ nha mấy chị yêu ơi. Em biết là khi tắt like xuống là mấy chị vẫn đặt hàng được nha. Nhưng mà đặt hàng không bao giờ được cái mức giá hời như thế này đâu mấy chị ơi. Rồi cho nên là em lên like cho mình hoài hả mấy chị ơi. Từ hồi đó là cũng tầm là 10:30 mới like phải không. Dạ nhưng mà hôm giờ em đang đi ca sáng luôn rồi tình yêu ơi. Dạ 8 giờ sắp bắt đầu like cho mình tới 9 giờ tối là mấy chị gái nha. Ví dụ mà không có em like phút có gì khác vô thế em like tình yêu các em nha. Nói chung là like hoài nguyên ngày mấy chị yêu ơi nha. Tại vì mà khi em phát like trực tiếp như thế này á là lợi thế cũng rất nhiều tình yêu các em nha. Dạ tại nó giữa quá nhỏ nhẽo chị sợ rồi ơi. Hồi cũng chốt bà Hồng Thẩm ơi nghe. Hồi mà cũng chốt hả
Rồi, hello chị Khánh Quyên, chị Khánh Quyên nha. Hello chị Nguyễn Ngọc Khánh Quyên, ủa lộn, Nguyễn Ngọc Khánh Quyên chị yêu nha. Rồi, màu này lã con màu tím cà cục vậy ngơi. Tại nó nhựa quá. Thì đó, nhõm nhẽ cho chị chốt mà chị không thấm. Rồi, màu này lã con màu tím cà mới chị yêu ơi. Rồi, màu này lã màu tím quế nha. Với mức giá như thế này thì vô giá hàng chốt luôn. Xem nhiều nhiều tình yêu ơi, em quên nữa nè. Viên like hôm nay mà chị gái đặt cho em là 6 áo nha mấy chị yêu. Đặt 6 cái áo lẻ như thế này nha là sẽ được kèm một túi nha mấy chị ơi. 6 áo là sẽ được kèm một cái túi thổ cẩm như thế này cho mình nha. Túi nhỏ nhỏ xinh xinh cân xỉu mấy chị gái ơi. Cái là túi mai tình yêu, cái này túi mai mấy chị yêu ơi. Mai luôn vào cái túi cho mình luôn mấy tình yêu các nha. Nè. Rất là xinh, rất là đẹp. Nhỏ gọn tình yêu ơi, xe xịn mẹ chưa? Đựng xiền cũng được nha, son phấn cũng được, cục vàng ơi, đựng dựng được cho mấy chị gái nha. Nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Cục vàng ơi, nhỏ một cái giỏ nha mấy chế yêu, nhìn dễ thương xỉu luôn mấy bà ơi. Trời, 6 áo nha. Nếu mà chế nào mua bộ á, chế mua nào mà chế mỗi mà mấy ổng mua bộ chế yêu ơi, là nghiêng về cho em là 3 bộ nha. Còn mà áo lẻ thì mua cho em 6 áo. Bỏ rơi. Dạ, không chốt tại bảo không yêu thương, bỏ rơi đúng rồi chứ gì nữa. Bảo em nhẽ vô lắm chế yêu ơi, hồi bà cũng chốt à. Dễ gì chị không chốt được. Đúng rồi, dễ gì. Lên chiếu bây giờ chiều cao kèm các bạn hỗ trợ đúng sai cho em nha. Nghe chảy nước miếng luôn á. Ghê xíu rồi. Nghe thấy ghê xíu rồi. Cảm lạnh. Cảm lạnh tới rồi đó. Nhựa mà cảm lạnh luôn á. Rồi, 109.000 con cục về em đang mặc sẽ là màu hồng phấn nha mấy chị ơi. Rồi màu này là màu hồng sen tình yêu nha. Lên chiều cao kèm con nặng mấy chị ơi, rất rẻ tình yêu. Các em ơi, chuẩn bị sang mẫu khác nha. Lên chiều cao kèm con nặng tư bút sai cục về ơi. Rồi hồng sen nha cục về, hồng sen bên nhà em nè. Rồi màu này là con màu tím cà mấy chị yêu ơi. Màu này màu tím cà bên nhà em nè. Rồi đó cơ nó đẹp quá, cục về bận tím cà chứ yêu bận tím cà tình yêu nha. 109.000 con mấy chị yêu. Các em ơi, bận tím cà mấy chị gái ơi. À, chị cao 1m50 nặng 60 con, lấy xe 4 chị yêu, chị mặc xe 4 nha tình yêu ơi. Dạ, size 4 là vừa đẹp cho mình nha chị nha. Dạ, cái mẫu này bơ nhẹ em nha, về hàng đợt nào là hết hàng đỏ nha mấy chị ơi. Dạ, mấy chị không tin tưởng form, nhìn cái lượt bán ra của em đi tình yêu ơi, không phải đơn thuần là vài trăm áo nữa đâu nha, mà nó đã lên tới 1000+ áo là mấy cục vàng của em nha. Dạ, mà còn không tâm nữa tình yêu ơi, là không biết sao đâu mấy chị gái nha, không phải đơn thuần là số lượng vài trăm áo nữa nha, mà nó đã lên tới 1000+ áo rồi mấy chị ơi, rất là nhiều áo đi ra rồi nha tình yêu ơi. Cho nên là mình cứ việc yên tâm mua mẫu này nha cục về nha. Dạ, không phải là mình là người tìm mua tình yêu ơi nha chị nha, rất là nhiều người mua mẫu này rồi mấy chị gái ơi nha chị nha. Thấy đồ xinh giá hời chốt ngay luôn cho em nha. Em bận màu tím cà cái đi. In 4D màu tím cà cho chị tham khảo nha. Ơn được con nào chốt liền con đó với em nha chị. Nhanh tay thao tác hàng luôn, lên chiều cao kèm ngân nè, hỗ trợ đúng sai cho mình đi chị. Chị mày mà đặt của nó đơn. Lên chiều cao kèm con nào hỗ trợ tuấn sai cho chị. Ưng được con nào chốt liền con đó với em nha. Dạ rồi mấy chị ơi. Dạ em sang màu tím cà cho mấy chị tham khảo màu nha. Màu tím cà cùng về ngơi. Chị mày mà đặt của nó đơn sao chứ yêu. Em có nó đơn rồi sao nữa. Là mới giải vô đặt cho hai đứa chịu không. Thì cũng chừa cho hai đứa đơn à. Trời ơi. Thì nói vậy hả vậy tôi đâu nói gì tới. Rồi ok cầm thẩm nghe. Rồi nhớ giữ hẹn đi. Hôm qua bấm chốt em bà nói là anh nào bà chốt vô bầm thẩm ơi. Rồi chị chưa chịu. Tối cầm vàng tối chốt với tối chốt thì cầm vàng hồng thẩm nha. Rồi, em đang mặc hiện tại sẽ là cái con màu tím cà nha mấy chị yêu ơi. Em đang mặc hiện tại sẽ là màu tím cà cho mình luôn nha. Rồi, màu này là màu cam sữa nha mấy chị yêu. Màu này là màu cam sữa mấy chị yêu ơi. Rồi ơi, sang xịn sò nha tình yêu ơi. Rất là nhiều màu nha, có tâm biển nữa chị, có tâm biển nữa nè. Tối chốt áo với quần luôn. Tối chốt áo quần luôn, dạ rồi, ok trùm thám. Ok chị yêu nhà em nha, cảm ơn chị yêu. Rồi màu xanh biển nhớ tình yêu ơi, con này có xanh biển bơ nhẹ mà chị yêu ơi, xanh biển nha mấy chú yêu. Rồi màu này là màu xanh biển nha, màu này là màu xanh biển bơ nhẹ em nè. Rồi đất cơ tình yêu cái môi. Dạ mấy cái mẫu bò ba tụi gửi có xanh biển đó mấy chị ơi, nhưng mà con này bên em nha sẽ là có xanh biển nha cục vàng ngon, có xanh biển bơ nhẹ em nha, tùy vào mẫu có xanh biển nha mấy chú yêu. Rồi màu này là màu xanh biển nha mấy chị gái ơi. Nguyên bộ là bao nhiêu vậy shop? Dạ rồi tình yêu ơi, nguyên bộ 194 cành đó nha chị nha. 194 cành là mình được nguyên bộ rất là xinh, rất là đẹp cho mình chị. Dạ 194 cành là được luôn cho em nguyên bộ nha mấy chị ơi. Rồi đồ xinh mà giá lại còn vừa rẻ nha mấy chị yêu ơi. Đồ xinh mà giá lại còn vừa hời nha. Rồi em đang mặc hiện tại sẽ là màu tím cà, và em đang phối là em đang phối quần chẳng nha mấy chị. Đặt nó một đơn kèo thêm đen nữa, biết chị trả lời nó sao không? Sao chứ không thấm.
Kèo thêm đơn nó mới chịu hả? Rồi, nguyên bộ là 194 cành nha mấy chị ơi. Em đang mặc hiện tại sẽ là màu tím cà nha tình yêu ơi. Em đang mặc hiện tại sẽ là con màu tím cà cục vàng ơi. In 4D con này nó hơi bị sang xịn mịn nha. Không chốt là hơi bị ổn nha mấy chị yêu. Mày giống bà con nội thông á. Rồi ơi, đúng rồi tình yêu ơi. Chứ làm sao nó bà nội bà đòi hỏi vậy lắm. Bà đòi hỏi lắm chùm thẩm ơi, nó vậy mới giữ cái nơi của bà đó. Rồi màu này sẽ là cái màu hồng tím cà như cục vàng ơi. Dạ. Cho mày vô lãnh cung quét lá cây. Đúng rồi, cho bả nhiều phân cung quét lá cây đi. Chứ bố láo à, kỳ kèo đó tình yêu. Mắc mệt thiệt luôn, cho bả vô lãnh cung luôn đi chùm thẩm ơi. Rồi em đang mặc hiện tại sẽ là cái con màu tím cà nha. Rồi màu này là màu xanh biển nha mấy chị gái ơi. Màu này là màu xanh biển như xem tình yêu cái ơi. Xanh biển nha mấy chị ơi. Dạ. Xanh biển nha. Dạ, những cái lớp vải bên trong đó mấy tình yêu ơi, là biết chất lượng cỏ nào tình yêu cái nha. Nhà nó vải tình yêu thấy không, nó sang xịn sò trên mình luôn nha. Chất vải dày dặn nha cục vàng ơi. Dạ, cái này là kiểu như không quá mỏng cũng không quá dày tình yêu, nói chung là nó vừa thôi chị, nó vừa với tình yêu cái ơi. Rồi màu xanh biển luôn giúp em nha mấy bà ơi. Màu xanh, dạ, biển màu nha. Xanh biển nha cục vàng ơi, 109.000 con nha. Đơn giản nhưng mà lại dễ mặc, một đơn có khi hai ba áo, bộ thì một hai bộ, mày mà kèo thêm. Rồi đúng rồi. Mã là ba chịu mấy đơn chịu vừa cái nô của bả. Rồi, màu xanh biển nha mấy chị yêu ơi, xanh biển là tình, dạ, yêu. Trời ơi, đẹp quá ta, xanh biển đẹp thiệt luôn á. Thấy nó giống không? Đúng rồi. Giống rồi đó chị. Trời ơi tình yêu ơi, cái mẫu này không phải đơn thuần làm 1.000 mấy áo đâu tình yêu ơi, làm mà 2.000 mấy áo rồi mấy chị gái nha. 2.000 mấy áo đi đơn về mẫu này rồi nha cục vàng ơi. Khách sĩ lấy lẻ lấy tình yêu ơi, bán sỉ lẻ nha tình yêu. Em đều bán đủ cho mấy chị hết rồi mấy chị ơi. Rồi yên tâm đơn luôn cho em nha, nhắc vô chữ mua với tình yêu, nhắc vô chữ mua nha bà ơi. Rồi ơi, sang xịn sò nha, con nào cũng mê luôn á mấy chị. Ưng được con nào phốt mình chốt liền con đó nha. Ưng được con nào lên đơn liền con đó nha mấy chị gái ơi. Đơn giản nhưng mà lại dễ mặc cho mình luôn nha. Lên bảng màu lại nha mấy chị yêu. Dạ rồi, dạ em lên là bảng màu cho mấy chị tham khảo nha. Ưng được màu nào chốt liền màu đó với em nha chị. Lên bảng màu sao màu khác với tình yêu nha. Dạ, đầu tiên là màu xanh biển giúp em nha. Theo là màu tím huế, màu hồng phấn, màu trắng, màu tím cà, hay là màu hồng sen, màu cam, hay là màu vàng, màu xanh ngọc, màu cam sữa, và cuối cùng là màu đỏ nha. Rồi và cuối cùng sẽ là cái con màu đỏ nha mấy chị yêu ơi. Rồi mẫu này in 4D 109.000 con nha. In 4D 109 cành chứ phó cho em quần trắng được, quần đen cũng được nha mấy chị yêu. Rồi em sang mẫu khác nha mấy chị yêu ơi. Rồi sang mẫu khác cho mấy chị gái nha. Rồi khuyến khích mà tình yêu này mình đang vào xem like mà ưng được mẫu này phô mình lên đơn liền nha. Rồi sang mẫu khác cho mấy tình yêu nha. Em sang mẫu khác cho mấy chị đi em. Dạ em sang mẫu khác cho mấy chị tham khảo nha. Ưng được mẫu nào chốt liền mẫu đó với em nha. Lên chiều ca kèm ngân nạc hỗ trợ tốn xây cho mình chị. Rất là đẹp, rất là xinh cho mình nha. 109 cây một coi với em chị. Trên tay của em đang cầm là màu xanh biển, màu tím huế và màu hồng phấn nha chị. Màu nào cũng đẹp cũng xinh cho mình chị. Ưng được màu nào chốt liền màu đó với em nha. Áo là chất liệu vải thun co giãn mềm mịn cho mình chị, mặc thoải mái cho mình nha. Ưng được con nào chốt liền màu đó với em. Lên chiều ca kèm ngân nạc hỗ trợ tốn xây cho mình chị. Dạ 1m50-40kg chị chọn là size 5 nha chị. Size 1 với em chị. Size 1 là vừa là đại trung nha. Dạ 1m50-50kg chọn cho size 2 nha. Size 2 là vừa là đẹp cho mình nha chị. Kêu chị đặt tặng túi, kêu chị đặt kèm túi thổ cẩm à. Dụ chị mày. Trời ơi. Đúng rồi, bà dụ quá. Bà dụ quá chị. Lên chiều cao kèm ngân nào hỗ trợ tôi có size giúp em chị. Ưng được mà nè chốt liền mà đó giúp em nha. Bà dụ bà đó. Trời ơi. Bà ganh ma lắm. Bà ghê dữ lắm, bà dụ rồi đó. Em còn bị bà dụ nữa mà. Nhanh tay tha tới hàng với em nha chị. Lên chiều ca kèm ngân nạc hỗ trợ tốn xây cho mình nha. Dạ rồi, dạ rồi em sang mẫu cho mấy chị tham khảo nha. Rồi em sang mẫu bộ nha mấy chị ơi. Trời đất ơi nó đẹp á tình yêu cái mơi. Vừa cái nơi em nồi đó. Dạ chị trả lời thế này rồi sao. Rồi ghim liền mấy chị yêu, ghim liền tình yêu nha. Rồi trời nó đẹp quá chứ yêu ơi. Chị trả lời sao vậy chị ơi? Con này là em khoái nhất cái màu trắng luôn mấy chị. Thật sự luôn á, nó em khoái dữ lắm cái con này. Ê, có khi nào mình đang có sót ở đây thôi, tôi đi qua không ta? Ôm 179 nghìn.
Dạ có rồi, thầy cho rồi. Rồi đã. Rồi đã tình yêu ơi, đúng rồi, thầy bảo kê mà. Bà Hà bà dây nè, bà Hà là biến vậy nè. Bà Hà là cái gì nè? Nó bà Hà gì vậy? Rồi bé cục vàng cái mơ công bên đấy nè. Rồi ơi, đẹp quá, cục vàng cái môi bộ cổ vuông tay phòng bơ nhẹ em lên tới nha. Cổ vuông tay phòng bơ nhẹ em lên tới nha. Rồi nó tình yêu cái mời. Rồi ơi sang xịn sò mấy chị ơi, sang xịn sò cho mình luôn nha. Mẫu bộ nha mấy chị ơi, bộ cổ vuông tay phòng bơ nhà em nha. Đầu tiên cổ là cổ vuông nha mấy chị, cổ là cổ vuông tình yêu ơi. Nút sẽ là phần nút ngọc, em đến luôn trực tiếp vào áo cho mình rồi nha. Tay sẽ là tay phòng nha mấy chị yêu ơi, tay sẽ là tay phòng cho mình luôn và được thiết kế tay lõi nha mấy chị nha. Dạ, nhanh tay thao tác hẹp với chị lên chiều ca kèm các nạn. Và được thiết kế tay lõi nha cục diện ơi. Vải bên em mẫu này sẽ là chất vải thun cho mình luôn nha. Vải bên em mẫu này cũng là chất liệu vải thun cho mình luôn. Vải thun bên em có độ mềm mịn, co giãn thoải mái bận lên cho mình rất là mát mẻ. Và con này đuổi minh 4D nha, rất là chắc chắn luôn, trực tiếp vào áo cho dạ. Mình luôn nha. In làm minh 4D luôn nha mấy chị ơi. Rồi bộ đồ này phiên like hôm nay từ giá 299 cành hôm nay giảm sâu cho mình luôn nha. Giảm xuống 100 cành cho mình luôn, còn 199 cành thôi, sale rẻ nha. 199 cành tình yêu ơi. Dạ, mấy chị nhân gái ở bên này, dạ, mấy tình yêu nào bên đây thấy được cái mức giá khác hồi hơn phải không? Nhanh tay mà chốt liền tình yêu nha. Bò lát xeo cục về ngơi 169 cành hốt luôn cho em nha. Rồi em đang mặc hiện tại sẽ là cái con màu trắng nha dạ, mấy chị ơi. Màu trắng giúp em chị, màu trắng rất là xinh, rất là đẹp cho mình nha. Màu trắng bên em đó hiện tại ở đây rất là trang yeah. Trọng luôn chị. Ứa phèo với mày chị mày liền kha kha đúng rồi chứ yêu ơi. Giữa nơi của bả dùng hả? Vậy mới giữa nơi bả đó. Rồi em đang mặc hiện tại sẽ là cái con màu trắng nha mấy chị yêu. Màu trắng sang xịn sò cục về ngơi 199 cành nha mấy chị yêu ơi. 199 cành thì em mặc xin lỗi sẽ màu trắng nha cục vàng ơi. Và riêng cái mẫu bộ như thế này là em có cho mình rất là nhiều màu nha tình yêu ơi. Riêng mẫu bộ như thế này nha là có cho mình rất là nhiều màu nha. Thường thường em hay nói với mấy chị á là cái mẫu bộ á tình yêu ơi nó không có nhiều màu mà áo lẻ phôm, nhưng mà riêng mẫu này nha, cái mẫu bộ nha nó hơn mẫu lẻ đó chị yêu, nó nhiều màu dữ lắm á chị gái ơi, tha hồ mình lựa màu tình yêu các em ơi. Dạ nó mười mấy màu tình yêu ơi. Dạ em này cũng không dùm mấy chị gái là nhiều màu luôn á tình yêu của em nha. Rồi em đang mặc hiện tại sẽ là màu trắng nha mấy chị yêu ơi. Em mặc màu trắng quèn mà tím cà bơ nhà em nha. Rồi cái chất vải nó dày dặn tình yêu ơi, cầm nó mát mẻ mà nó nặng tay lắm mấy chị gái ơi, em nói thật nha. Cái con này nó đã lắm mấy chị yêu ơi. 199 cành, giá gốc là 299 cành nha, được chưa? Giá gốc là 299 cành nhưng hôm nay vào live em chỉ có 199 cành thôi nha. Thấy giá còn ưu đãi thì mình chốt luôn chốt liền tình yêu ơi. 199 cành lên chiều cao kèm con nặng liền đi mấy chị. Lên chiều cao dạ, có chị gái nào nãy giờ nha. Đang vào xem like hỏi em á mà em không thấy lo không tình yêu, mình cứ bị ẩn còn mang nhau chứ bị ẩn còn em đến tình yêu nha. Rồi màu tím cà nha, màu này là con màu tím cà chị yêu cái em ơi, màu tím cà cho mình luôn. 199.000 199 cành tình yêu ơi. Lưng là lưng bản nha, lưng là lưng bản co giãn thoải mái và em có mai kèm 2 túi nha. Ồ, riêng mẫu này là em có mai kèm 2 túi nha mấy chị ơi. Bộ đồ này là 10 điểm tình yêu ơi, 10 điểm không có chữ nhân luôn mấy chị gái nha. Dạ đẹp toàn diện tình yêu của em nha, đẹp toàn diện mấy chị ơi. Rồi con này có con tím cà nha, không phải là em bán hàng mà em nói quá lố sao không có chịu, không có tình yêu các em nha. Dạ em cũng như là khách hàng thôi tình yêu các em nha, em bận sao nói vậy tình yêu các em nha. Dạ này xịn thì tình yêu các em ơi. Bộ đồ này nha, ví dụ như lại tại shop em mà mua với giá 300.000 vẫn được cục về ơi, vẫn xứng đáng nha. Dạ tại shop em giá em bán tình yêu là tầm 300.000 nha cục về ơi, tầm 300.000 nha mấy chú yêu ơi nha chị nha. Dạ ví dụ mà lại trực tiếp shop em mà mua với giá 300.000 em nói thật nha, nhận lại bộ đồ xứng đáng đồng xiền bác kệ với chị nha. Nhưng mà hôm nay like 199 cành quá rẻ tình yêu ơi, không thể nào tin được cái mức giá mềm như thế này nha tình yêu ơi. 199 cành thôi nha, vơm dán chất liệu vải con này là khỏi chơi đâu tình yêu nha. Em nói thật với chị gái là nói thật luôn á. Dạ, bộ này đẹp lắm nha mọi người, tôi mua đủ màu luôn, áo vẫn chưa đã nha. Đúng rồi nó tình yêu ơi, khách rồi bơi nhà nó mấy chị ơi. Dạ rồi màu tím cà nè, màu tím cà cục vàng ơi. Cái mẫu này em đi đơn 1.000 bộ mà 1.000 mấy bộ đó mấy chị ơi, về hàng hoài luôn mấy chị ơi, nó mới về hàng ngày hôm qua nữa kìa mấy chị ơi. Dạ về hàng hết liên tục tình yêu ơi, hết liên tục luôn nha. Nào mấy bà có sĩ lấy tình yêu, ông sĩ lấy nè, rồi khách lẻ lại buôn món này tình yêu các em ơi. Rồi đi đơn không kèm mẫu này luôn mấy chị yêu nha. Nha mấy chị ơi, một ngày là đi mấy trăm bộ cục vàng cái đi 1.000 mấy bộ rồi mấy chị gái nha. Dạ
ai có điều mê cho tình yêu ơi. Rồi màu tím cà nha, mình nhắc vô chữ mua liền đi mấy chị, mình nhắc vô chữ mua nha, mình lên đơn liền luôn cho em nha. Rồi in lạm minh 4D nha, tay là tay phòng nhẹ nha cục về ơi, tay là tay chỉ phòng nhẹ nha, không có phòng mà kiểu ô về quá chịu các bạn tình phòng mình chứ bữa không có cục vàng cái nha, phòng nhẹ cho mình thôi tình yêu ơi, cho nó hơi sang sang lên thiếu thôi tình yêu nha, chứ kiểu mà tủ tụ mà cái tay mà sạch lé thì nó cũng hơi yếu tình yêu có mơ. Dạ bên em cho mình phòng nhẹ lên xíu thôi nha, phòng nhẹ lên xíu thôi tình yêu. Trời ơi màu trắng đẹp lắm luôn á, đúng luôn chùm hấm, em công nhận chùm hấm ơi nha, màu trắng đẹp luôn tình yêu ơi, màu trắng đẹp đó nha chứ yêu. Cái này trắng phải trắng tươi tình yêu, chứ không phải trắng tươi mà kiểu nó trắng, trắng đục đục mấy chị, cái trắng kiểu kem kem á chứ yêu, nó đẹp thiệt xỉu tình yêu. Cái mơ này mấy chị gái thấy không? Dạ ví dụ cái quần này cái trắng là nó trắng tươi nè, nó trắng như tấm trắng tươi tình yêu, nó trắng đục hay tình yêu, các em thấy tình yêu ơi. Dạ nó trắng đục nó đẹp hơn nhiều tình yêu ơi, nó không có bị dìm da mình lắm mấy chị ơi, nó trắng đục với tình yêu, nó đẹp thiệt luôn á. Dạ cầm cái bộ đồ tình yêu ơi đã tay xỉu mấy chị gái ơi, rồi cầm là tình yêu thấy không, hụ nó chắc tay tình yêu đã lắm mấy chị gái nha. Dạ không phải là để mất giá rẻ tình yêu mà bán đồ từng bậy từng bạ, không có nhở chứ yêu ơi. Dạ ví dụ để giá 199 cành phôn, không phải là mấy chị mua về cái bộ đồ bóng lét bóng tanh, không có tình yêu các em nha. Dạ bộ đồ dày dặn trên mình luôn nha. Dạ mình cầm từ cái gói hàng ở bên ngoài thôi tình yêu ơi, là mình cũng cảm được cái sự cái chất dày dặn của nó rồi mới chế. Rồi màu hồng phấn cho em nha, màu hồng phấn mấy chị ơi 199. Rồi màu này là con màu tím cà nè, màu này là màu tím cà nha mấy chị ơi, màu này là con màu tím cà bơi nhẹ nha. Dạ mấy chị hay hỏi em á tình yêu cái em ơi, là cái quần á em có giao lộn không em, xong chị thấy cái áo nó lợt nhách mà cái quần đậm lè tình yêu ơi, không có mấy chị ơi, tại cái này thiết kế này nó dậy sẵn á chị yêu nha, tại nó dậy sẵn á tình yêu ơi, chứ không phải là em làm kiểu á sẵn cho nó đẹp á tình yêu nha. Dạ cho nó nổi bẩn xíu cái quần của mình lên thôi chị yêu ơi, chứ không phải là em xếp lộn làm sao cho tình yêu nha. Này chị thấy không đấy không, nó cái áo nó sẽ đậm hơn cái quần xíu mấy chứ yêu. Ủa cái quần á tình yêu ơi, nó sẽ đậm hơn áo xíu cho cục vàng, áo nó hơi lọt hơn xíu, hơn lọt màu hơn xíu mấy chế. Ủa gì vậy? Rồi một rồi em xuống like xíu tình yêu ơi, xíu lên lại nha mấy chế yêu. Xem vô lại nha mấy chị.